đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về các bác, cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Con này giá thì chỉ có 95k thôi, hàng 3 chức năng. Đấy, hàng 3 chức năng, 4 chức năng cho các bác luôn. Đấy, rất nhiều chức năng cho các bác luôn nhá. Sản phẩm thì nó sẽ có cho các bác là một con tăng đơ như này. Đấy, đầu tiên sẽ có cho các bác là một cái con tăng đơ như này. Chức năng chính của nó sẽ là dùng để cạo râu này. Bộ sản phẩm bao gồm 3 lưỡi kép như này, cạo râu cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác thấy không? Lưỡi quay rất là tít luôn nhá. Đấy. Thì thứ nhất là dùng để cạo râu này các bác này. Đấy, các nghe tiếng râu em nó đứt chưa? Đấy. Hàng 3 lưỡi kép luôn nhá. Đây, đấy em vừa cạo một tí mà râu nó dính đầy này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Thứ nhất là chức năng là cạo râu này. Giặt ra thì các bác dùng cái chức năng cho em đó là tỉa lông mũi này. Cái này là tỉa lông mũi thì các bác lắp vào cho em là xong này. Đấy, tiếp theo là cái chức năng này là chức năng là massage này. Đấy, massage này. Đấy, và chức năng nữa là có cả tăng đơ để các bác chấn viêm luôn. Đây, cái này là tăng đơ chấn viêm này. Đấy. Đấy, tăng đơ chấn viêm luôn. Đấy, tức là nó sẽ có cho các bác là 4 tính năng liên tục để các bác sử dụng nhá. Đấy. Thứ nhất là cạo râu này. Đấy, thứ nhất là cạo râu này. Thứ hai là thứ nhất là cạo râu này. Thứ hai là các bác dùng để tăng đơ chấn viêm này. Thứ ba là cắt tóc này. Và thứ tư là có cái phần chổi này các bác dùng để massage mặt này. Đấy. 4 chức năng luôn. 4 chức năng cho một cái con tăng đơ 9D như này. Và cái giá thì chỉ có 95.000 thôi. 95.000 các bác nhá. 95.000. Hàng xuất đi Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu đầy đủ các nước cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 95k. Em mẽ cho em là tăng đơ 9D nhá. Đấy, tăng đơ này. Tông đơ 9D nhá. 9D. Giá sẽ là 95k cho một cái bộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Đây. Đây nó sẽ là một cái con ấm để các bác chuyên dùng để pha trà. À, ấm mặt trời. Đấy, lên cho em là ấm mặt trời. Sẽ bao gồm cho bác một cái gắp này, một cái khay như này này. Tiếp theo là đến một cái khay này. Một khay này các bác này. Đấy, một khay này. Đấy, tiếp theo là đến một cái khăn lau. Và một cái bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Một cái chuyên như này. Chuyên này thì trong lòng bàn tay thôi nhá. Làm bằng đất nung của Nhật này. Một chuyên này. Đấy, sẽ có cho các bác là 6 chén nhá. 6 chén luôn. Đây. Đấy, một chuyên 6 chén luôn. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Có khách có khứa uống trà thoải mái nhá. 6 chén luôn. Một chuyên 6 chén như này nhá. Đấy, đây các bác này. Một chuyên 6 chén như này. Kèm thêm cho các bác một cái hũ nữa. Một cái hũ đựng trà này các bác này. Đây. Một cái hũ đựng trà nữa. Đây. Các bác có thể đựng được 4 ấm trà, 4 đến 5 ấm trà thì các bác cho vào cái bình to các bác lại cho ra đây. Hoặc không dùng thì các bác có thể để trưng bày cũng được, rất đẹp luôn. Đó thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết như này. Khăn lau này, cái này để các bác gắp tráng trà này rất là Nhật luôn nhá, rất Nhật luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi, 140k cho một cái bộ ấm mặt trời như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời. Ấm mặt trời này. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k nhá. 140.000 đây. Ở cái vỏ này nó sẽ có cái hình hoa văn mặt trời như này nên em gọi nó là ấm mặt trời 140.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Con này thì nó có cái độ tính từ và nó hút cái các cái vết bụi bẩn rất là tốt luôn. Thì các bác dùng để mình lau kính này. Đấy, một bịch này của nó sẽ bao gồm là 2 này, 4 6 8 10, 10 cái như này thì là nó là kích thước là 30 x 30 và nó là một cái dòng vải thô mịn. Dùng chuyên để lau kính nhá, lau kính ô tô này, lau kính của các cái bề mặt bàn này, nói chung là chuyên để lau kính thì rất là tiện luôn và nó có cái tính từ nó hút bụi rất là tốt luôn. Đấy, có cái từ tính ấy. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Khăn lau kính giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái khăn lau kính như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột thông minh nhá. Đây, kẹo chuột thông minh này. Đấy, cái này thì một hộp này của nó sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy, nó sẽ là dạng viên màu hồng như này. Cái dòng này thì nó thu hút chuột rất là tốt luôn. Chuột đến ăn rồi chết cả đàn luôn các bác nhá. Chết cả đàn luôn. Đó. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng ăn chết cả đàn luôn các bác nhá. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Thái Lan. Toàn bộ chữ Thái hết, Bangkok Thái Lan các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan này các bác này. Đó, Bangkok Thái Lan nhá. Đó, giá thì nó bán thị phần số 1 luôn, 30k cho một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen quạt tăng áp này. Bộ sản phẩm thì rất đơn giản, bao gồm là một sen quạt và một bộ dây.
Bộ dây này thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Đấy, có lô 1m2, có lô 1m5. Dây inox chống rối. Đấy, 1 sen 1 dây như này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này, có điều chỉnh tăng giảm này và có cánh quạt xoay này. Đấy. Bộ sản phẩm như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 100.000. Rất tiện luôn, con này thì dùng rất là thích, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Nhà bác nào nước yếu thì dùng con này cho em, rất là ok. Sen quạt tăng áp. Giá của nó sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá, sen cao su đây. Đấy, thì cái sen này thì ở đầu vòi của nó sẽ có cao su. Đấy, đầu vòi của nó sẽ có cao su. Đầu vòi của nó sẽ có cao su như này. Đấy, và cũng một dây một vòi như này. Một dây một vòi này, cũng có đóng ngắt trên tay nhá. Có đóng ngắt trên tay và đầu vòi này sẽ có cao su, giúp cho các bác massage khi mình tắm thì mình kỳ cọ massage cũng rất là tốt luôn. Con này thì giá sẽ là 95.000, cũng có điều chỉnh nhá, có điều chỉnh như này. Đấy. Và điều chỉnh thì nó sẽ có 3 chế độ nước này, 3 chế độ nước như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình luôn. Thì dùng để mình tắm rất là thích luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Con sen cao su này thì giá của nó sẽ là 90k nhá, 90.000 cho cái sen cao su này thôi. Giá của nó sẽ là 90k. Đấy, con này thì cũng rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su, giá sẽ là 90k nhá. Đấy. Sen cao su này, giá sẽ là 90k cho một cái bộ sen cao su như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc, hàng thuốc nội địa của Nhật nhá. Hàng thuốc nội địa của Nhật thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu xay xe nhá. Đấy, dầu xay xe như này. Con này thì ghi cả giá đây, dầu xay xe giá sẽ là 40k cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy, các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy, lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy, đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây? Công dụng như nào? Thôi, những người bị bạch tạng, bạch biến. Kem bạch biến này, con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này, hoặc là bị dạng như là nó đây, đấy, cái những cái vết loang màu trắng này các bác này. Vết loang, vết vẩy màu trắng như này thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy, da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em, rất là tốt luôn. Thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này, hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này thì các bác bôi cái này vào cho em, rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là kem bạch biến nhá, giá sẽ là 60k cho một típ kem bạch biến như này, 60.000 cho một típ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một típ kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy, con này thì sẽ là 45.000 cho một típ như này. Đấy, các bác lên cho em là nấm phụ khoa nam nữ, nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem, các bác bôi thì rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa, dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ. Cái này thì giá của nó sẽ là 45.000, 45.000 cho một típ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy. Hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé. Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa. Đấy, rồi là bị mụn. Các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này, hoặc là các mụn bị muỗi đốt hoặc là côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá. Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là trị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé, giá sẽ là 35.000 cho một típ như này. Đây, hình trẻ em này các bác này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50.000 đó. Ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó bị viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em. Dùng rất là tốt luôn. Đấy. Hàng cổ truyền của Nhật đấy các bác này. Đấy, đây. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn đây các bác này. Một lọ là 20 gram nhá. Viêm da cơ địa các bác nhá. Bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị rỗng này rồi là bị ngứa thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, ngứa cũng bôi được hết nhá. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy. Thuốc trị đau xương khớp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp như này. Đấy. Cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em, cái này em bán rất là nhiều rồi. Có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này, rồi cóc này, rồi rết này, rồi thạch sùng này. Đó. Bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp em đó là xương khớp bọ cạp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy. Viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây, cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng mũi rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn. Đấy, khỏi hẳn luôn, các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1 đến 2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng nhá. Vẩy nến á sừng. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng dùng con này cho em. Giá thì chỉ có 25.000 cho một típ như này thôi. Dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long ben vẩy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá. Khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1 đến 2 cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các bác nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000 cho một tiếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy, thì các bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại này, co bố trĩ, xa bố trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co bố trĩ, xa bố trĩ này, trĩ nội trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này đó. Thì trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ dùng đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 30.000 cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi, các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn, thuốc đau dạ dày 123. Giá thì sẽ là 100.000 cho một lọ nhé. 100.000 cho một lọ. Đây. 100.000 cho một hộp như này. Một hộp như này. 100.000 cho một hộp nhé. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ. 1, 2, 3, 4, 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhé. 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhé. Cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác. Thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhé. Và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100.000. Đấy. 100.000 các bác nhá, 100.000, 100.000 cho một lọ thuốc như này, một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày, giá của nó sẽ là 100.000 cho một 100.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là 1 đến 2 viên và sau bữa ăn, uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là gọi là thuốc nhỏ mắt, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy.
Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, NA và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn để các bác chuyên dùng, gọi là chuyên dùng cho em, gọi là mình bị đau mắt này, rồi sưng cộm này, rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Đó. Đây, nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k cho một típ như này nhá. 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi nha. Các bác cứ mua đủ 200.000 là bên em bao ship thôi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn cái cọ lưng các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là dây tắm nhá. Đấy, dây tắm. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể dùng như này. Đấy, mình dùng để kỳ cọ như này, chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 50 cm nhá, dài khoảng 50 cm. Và bản của nó thì cái chỗ rộng nhất thì nó vào khoảng là gần 10 cm, rất là tiện luôn. Và nó có hai mặt như này, một mặt là silicone dạng bông như này và một mặt là silicone dạng đấm như này thì rất là tiện, các bác dùng rất là thích luôn. Nên mã giúp cho em đó là dây tắm này. Đây các bác này, đấy các bác dùng để mình kỳ cọ lưng này rất là tiện luôn nhá. Nó bằng silicone có độ co giãn nhất định này. Tắm kỳ cọ này các bác chỉ cần cho xà bông vào đây cho em. Đấy. Cổ này, vai, gáy này, chân tay này. Đấy, đều được hết nhá. Giá thì bên shop về thanh lý cho các bác cái giá này cực kỳ là sốc luôn. Nên mã giúp cho em đó là dây tắm nhá, giá chỉ có 15k thôi. 15k cho một em dây tắm như này. Đấy, 15k cho một em dây tắm này nhá. Các bác lên cho em là dây tắm nhá. Dây tắm giá sẽ là 15k. Đó, dây tắm này. Giá sẽ là 15k nhá, 15k. Em đang bán 25.000, đợt này xuống cho bác còn 15.000 thôi. Tiếp theo thì các bác lên cho em là phễu nhá, phễu inox nhá. Đấy, phễu inox. Giá thì sẽ là 80.000 cho một con phễu inox như này. Các bác lên cho em là phễu inox, giá của nó sẽ là 80k nhá. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có 80k cho một con phễu inox này thôi. Đấy, con này thì các bác dùng để mình lọc dầu này, lọc thực phẩm, lọc thức ăn cũng rất là ok nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Đấy. Và giá thì chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80.000. Phễu inox này. Đó, phễu inox nhá. Nên như là phễu inox giá sẽ là 80k nhá. 80k cho mấy em phễu inox như này. Miệng của nó thì vào khoảng là 10 cm, chiều sâu của nó thì vào khoảng là 7 cm và cái phần vòi này thì rất là sâu luôn. Và hút thì dùng nó rất là tiện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ và giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá, Cúc Cu của Hàn Quốc này. Đấy các bác này, đấy, hàng thương hiệu Cúc Cu Hàn Quốc. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mà dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ này, điện 220V và 1300W. Các bác chỉ cần đặt vào này cho em là xong, đặt vào này cho em là xong nhá. Đó. Và xoáy nắp thì các bác xoáy ở đây cho em này. Đấy, xoáy ở đây. Rất tiện luôn. Con này sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. Các bác lên cho em là phích đun sôi nhá. Đây. Đấy, các cái thông số của nó có hết đây này. Đấy, các thông số nó có hết đây. Đấy. Đây, 1300W này, 3 lít này. 3 lít cả vỏ nhá. Cả vỏ nó sẽ là 3 lít nhá. Lên cho em là phích đun sôi nhá. Phích đun sôi. Phích đun sôi giá sẽ là 180k nhá. Chỉ có 180.000 một con phích đun sôi này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa các bác nhá. Đây, nó sẽ làm cái đầu chuyển cưa như này. Thì giá chỉ có cho các bác là em đang bán là 80.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn có 70.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này thôi. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái này vào cho em là xong này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái lưỡi cưa như này. Mình có thể cưa sắt, cưa gỗ, cưa thép đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa. Đợt này về cho các bác cái giá chỉ còn là 70.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Đầu chuyển cưa này. Đầu chuyển cưa giá của nó sẽ là 70k nhá. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. 70.000 cho cái đầu chuyển cưa như này. Các bác này, đấy, khi về thì các bác lắp vào mình dùng để cưa gỗ, cưa sắt đều ok hết nhá. Nhưng mà cơ bản thì vẫn là dùng để cưa gỗ các bác nhá. Còn sắt thì nó cũng không công dụng lắm, nhưng mà cưa gỗ là ok. Đấy, các bác chỉ cần lắp cái đầu vào cho em, sau đó thì lắp cái mũi cưa vào. Đó, nó sẽ giúp cho các bác là điều chỉnh để mình cưa rất là dễ dàng luôn. Cưa gỗ thì cực kỳ là mượt luôn. Giá chỉ có 70k thôi. Nhà bác nào cũng có các cái dạng khoan bin rồi máy khoan cầm tay. Đấy, xoáy vào cho em là xong. Rất tiện luôn nhá. Giá thì sẽ có cho các bác là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
các bác lên mã giúp cho em đó là táo, táo khô nhá, táo khô của Nhật này. Đấy, táo khô của Nhật, một bịch này của nó thì từ khoảng trên 7 lạng nhá, 7 đến 8 lạng gì đấy các bác nhá. Đấy, một bịch như này khoảng từ 7 đến 8 lạng và giá thì chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá, táo khô giá của nó sẽ là 80k. Thì công dụng của nó rất là tốt luôn, các bác có thể dùng để làm mình hãm nước uống này, hoặc là các bác dùng để ngâm rượu này, hoặc các bác dùng là ăn trực tiếp cũng rất là ok luôn. Đây, hạt to đều đẹp, không phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ được vào khoảng từ 7 lạng trở lên nhá, khoảng từ 7 lạng trở lên. Đó. Lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá. Táo khô giá của nó sẽ là 80.000 cho một bịch táo khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ nồi của thương hiệu Sony nhá. Đấy, bộ nồi của Sony. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái bộ nồi như này. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên đây là bộ nồi của Sony nhá. Này rất là tiện, các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đây. Bộ nồi của Sony các bác. Đấy, dùng rất là ngon. Hàng này thì của Sony nó dùng để nó làm quà cho khách hàng của nó các bác, làm quà cho khách hàng của nó. Đấy, đây, bộ nồi của Sony như này. Cái bộ nồi này bao nhiêu đấy? Bộ nồi của Sony bao gồm cho các bác là 3 nồi, 3 nồi nhá. Đấy. 3 nồi. Giá thì sẽ là 195 à? Hả? 195.000 nhá. Đấy. Đây, đầu tiên là cái nồi này là to nhất này. Đấy, con này là con to nhất này các bạn này. Cũng khá là dày luôn nhá. Khá là dày luôn. Đây, 195.000 mà được tới 3 cái nồi luôn. Đây. Đấy, con này là con to nhất này. Đấy, con to nhất thì đường kính vào khoảng là 27 28 cm. Đó, con to nhất thì khoảng 27. To nhất thì 24 cm nhá. Con to nhất là 24 này. Đấy. Tiếp theo thì đến cái con thứ hai là con này là 18 cm này. Đấy, con này sẽ là 18 cm. Con thứ hai này là 18 cm các nhá. 18 cm. Đấy. Rất dày các bạn, vùng viếc son của nó rất dày luôn. Đấy. Con thứ hai này là 18 cm này. Đấy. Tiếp theo là đến con thứ ba này. Con thứ ba thì con này của nó sẽ là 16 cm. 16 cm. Hàng thì của nó sẽ là hàng của thương hiệu Sony. Đấy, nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng mua đồ của nó, rất dày dẫn các bạn, rất dày dẫn luôn. Đấy. Con này thì sẽ là 18 cm. Đấy, một bộ của nó sẽ bao gồm 3 chiếc như này, 3 chiếc như này. Đấy. Đây. Con này thì các bác có thể dùng là đun bếp từ này, bếp điện này và bếp ga này. Đấy, bếp từ, bếp điện, bếp ga đều được nhá. Đấy, bếp từ. Đây nó ghi rõ luôn bếp từ này, bếp điện, bếp ga này. Đấy, đây nó sẽ là quà tặng của Sony đây. Đấy, bộ nồi inox cao cấp. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Sony 3 món nhá. Đấy, bộ nồi Sony. Bộ nồi Sony 3 món. Giá sẽ là 195.000. Bộ nồi Sony này. Bộ nồi Sony giá sẽ là 195k nhá. 195.000 cho cái bộ nồi Sony như này. Giá rất hợp lý luôn, 3 món luôn các bạn, rất đẹp nhá. Dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đun bếp điện, bếp từ, bếp ga đều được hết nhá. Rất dày dẫn chắc chắn luôn nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Thunder A1 này là bao nhiêu nhỉ? 160.000 cho con Thunder A1 như này nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là cáp sạc các thứ đầy đủ bộ cữ này, và sẽ có cho các bác là một cái tăng đơ này. Đấy, một cái tăng đơ. Thì con tăng đơ này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác này. Đấy, các bác giữ lấy nha cho em. Đây, đấy, công tắc bật lên này. Tăng đơ đang chạy nhá. Con này nó sẽ là dòng chống ăn da luôn, các bác dùng thoải mái này. Đấy, chống ăn da luôn, dùng thoải mái cho em, rất ngon lành luôn. Đó, chống ăn da luôn. Thứ nhất là một con tăng đơ này. Thứ hai sẽ có cho các bác là một cái máy cạo râu này. Đấy, cái này các bác dùng để cạo râu này. Đấy, cái này dùng để cạo râu này. Và tháo cái lưỡi cạo râu này ra thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu để các bác tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi. Thì các bác tháo cái đầu cạo râu này ra. Đấy, cái đầu này để cạo râu thì các bác tháo cái cạo râu này bỏ ra. Lắp cái tỉa lông mũi này vào cho em. Đó là mình sẽ dùng tỉa lông mũi. Là con này ba chức năng luôn. Tăng đơ, cạo râu, tỉa lông mũi, cắt tóc chấn viêm đều ok hết nhá. Đó, đây. Giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là Thunder A1 nhá. Đấy. Thunder A1 giá sẽ là 160k. Đây. 160.000 thì cái bộ Thunder A1 này bao gồm cho các bác là 3 món luôn. Đấy, 3 chức năng luôn các bác nhá. Rồi. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn về rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng.
Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái mớ Atomat nhá, hàng bãi Nhật. Đấy, thì hàng rất đẹp cho các bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Em lên cho bác cái mã sản phẩm đầu tiên đó là Atomat này. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con Adcock nhá, Adcock. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và trước em bán thì cái lô cũ của nó thì nó sẽ là hàng hàng đã qua sử dụng cho nên là giá nó rẻ hơn. Còn lô này thì hàng của nó sẽ là hàng mới tinh. Đấy, điện của nó thì từ 100 đến 200V. Các bác sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái luôn. Đó, khi đấu thì các bác đấu đầu vào bên trên và đầu ra bên dưới. Dòng dò của nó là 15mA, 30A dòng dò 15mA. Hàng nội địa của Nhật toàn bộ 100% thứ Nhật hết của thương hiệu Z này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để cho bình nóng lạnh này, nóng lạnh điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ đều là ok. Đấy, chức năng của nó thì chống giật, chống chập, chống quá tải, át đều nhảy hết nhá. Cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là Adcock 30A nhá, Adcock 30A. Con này giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, đợt này hàng về thì cái giá của nó sẽ là cái hàng mới cho nên cái giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hàng mới thì các bác dùng nó yên tâm. Đấy, lên cho em là Adcock này, đó. Adcock 30A nhá, giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k cho một con. Đó, Adcock 30A. Tiếp theo thì đây nó sẽ là dòng 30A con này, 30A dòng dò 15mA. Đó, hàng nội địa của Nhật, tem mã vạch, mã cốt đàng hoàng, đầy đủ cho các bác nhá, chi xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Hàng của thương hiệu Z đây. Đó, đầy đủ cho các bác luôn, thông số kỹ thuật các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng AT 40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AT 40A. Dòng dò của nó là 30mA nhá. Đấy, AT 40A. Con này thì các bác có thể dùng cho các cái khu vực như là nhà tổng này, tổng tổng điện gia đình này, hoặc là các bác dùng cho tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó thì các bác dùng cho tách tách từng tầng cũng được. Đấy, các bác dùng tách từng tầng hoặc là dùng dùng tổng cho cả gia đình thì các bác có thể lắp ra ngoài công tơ, nó cũng rất là tiện ích và an toàn. Con này thì nó cũng là hàng Nhật và đã qua sử dụng nhá. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, hàng Nhật đã qua sử dụng nhá. Và độ mới của nó thì còn khoảng 80 đến 90%. Đó, hàng made in Japan đây. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con AT như này. Đấy, hàng của thương hiệu Natina hoặc là của thương hiệu Mitsubishi các nhá. Đấy, Mitsubishi. Chủ yếu là Natina nhá, Natina. Đó, và cái giá thì sẽ là 180.000. Các bác lên xem là AT đại 40A nhá. Đó, AT đại này. AT đại 40A, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái át đảo chiều của Nhật nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Át đảo chiều 63A này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 63A. Và khi các bác đấu thì con này nó sẽ sử dụng cho các bác chuyên dùng gọi là hai công tơ này. Đấy. Già mình có hai công tơ hoặc là hai công tơ. Hoặc là các bác dùng một điện lưới, một máy phát. Thì khi các bác nào dùng các bác đảo cho em. Đó. Ví dụ bên trên thì các bác để điện lưới này. Bên dưới này các bác để máy phát này. Đấy, khi nào mà điện lưới thì các bác để lên trên. Đấy, khi nào máy phát thì các bác lại kéo xuống dưới này cho em là nó tự đảo điện cho các bác nhá. Rất là tiện luôn. Hoặc là nhà bác nào dùng hai công tơ mà mình muốn sử dụng liên hoàn hai công tơ cho nó an toàn và tiết kiệm thì các bác cũng dùng cái này cho em. Đấy, lên cho em là át đảo chiều 63A nhá. Đấy, lên cho em là át đảo chiều 63A này. Đấy, át đảo chiều này. Đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 100 tròn à. Lên cho em là đảo chiều 63A nhá, giá của nó sẽ là 105k. Đó. Đợt trước nó bán 101, đợt này xuống cho bác được 5.000 là còn 105.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc đồng đúng không nhá, con hạc đồng. Đó thì đây nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này. Đó thì con này nó sẽ có thêm cho các bác là một con hạc và một cái lư bằng một cái lư bằng đồng như này, các bác đeo vào cho em. Đấy, đeo vào sau đó thì các bác dùng cái nhang, bên em có bán sẵn cả nhang luôn. Con hạc này sẽ là 70.000 và nhang thì là 60.000 một hộp nha. Đó thì các bác mua combo thì sẽ là 130.000. Đấy, các bác đeo vào đây cho em này. Đeo vào đây cho em. Sau đó thì mình cho nhang vào đây. Đấy, rất là thơm luôn. Nhang vào đây mình có thể là đốt này, thư giãn tĩnh tại hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu của bằng của nó thì bằng đồng nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Cầm cho anh hộp nhang ở đây này. Hạc đồng, giá sẽ là 70.000. Con này thì trước em đang bán là 60.000, đợt này thì hàng nó về giá nó cao hơn một chút nhá. Giá cao hơn một chút thì sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là
10 cm nhé, chiều cao khoảng 10 cm thì rất là tiện ích luôn đó. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Đấy, nhang hạt thì giá sẽ vẫn là 60.000 thôi, còn cái hạt này thì sẽ là 70.000. đây đây là cái nhang của nó các bác này. Đấy, cả về nhà các bác xoáy cho em, sau đó thì các bác cứ thế là đặt vào cái lư kia là xong. Đấy, cái nhang này thì sẽ là 60.000 và con hạt này sẽ là 70.000 đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là hạt đồng nhá, hạt đồng này đó, lên cho em là hạt đồng, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Còn nhang hạt thì sẽ là nhang hạt sẽ là 60k nhá, 60k cho cái nhang hạt như này đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn này. Đấy, cái này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn, các bác có thể dùng để mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết, rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái tăm như này, các cái tăm như này, và các bác chỉ cần là giật cái bấc này ra, sau đó thì các bác cắm vào cho em đó. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu nhá, các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách đều được, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu đấy và rất là thơm đấy, và được rất là lâu thì các bác dùng để mình gọi là tạo hương thơm cho phòng rất là tốt luôn đó. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá chỉ có 30.000 thôi, nước hoa khách sạn nhá, lên cho em là nước hoa khách sạn này, nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k nha, 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất các bác nhá. Đó, tất thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 5 đôi nhá, 5 đôi. Đó, có màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, có màu ghi và màu trắng như này. Đó, có màu ghi, có màu trắng. À, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, ở đây thì sẽ có là màu ghi và màu đen rất là đẹp luôn, thì các bác lấy món nào đấy. Một hộp này có 5 đôi. Đưa cho anh cái vỉ kia luôn. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, em đang đi trực tiếp. Đây, em đang đi trực tiếp đây các bác này. Đấy, đang đi trực tiếp trên chân đây. Đây các bác theo. Rất là vừa vặn luôn nhá, rất vừa vặn, rất là đẹp này. Đấy, em đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy, đúng tất đúng màu các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi nhá. 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, đựng trong một hộp như này. Tất hộp này và 5 đôi nhá, tất hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái tất ở trong vỉ như này nhá. Tất trong vỉ như này nó sẽ có màu đen và màu trắng. Đây, có hai màu, màu đen và màu trắng. Cái tất này thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhá, ngắn hơn một chút. Đấy, đều là co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Cái này thì nó lại có màu đen và màu trắng, màu đen màu trắng, còn cái hộp kia thì có màu trắng và màu màu ghi, màu trắng và màu ghi nhá. Đấy, cái này màu đen màu trắng, cái này là các bác lên cho em là tất. Tất vỉ 10 nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k trong cái tất vỉ 10 như này nhá. Đấy. 90.000. Cái này thì nó sẽ là vỉ là 10, vỉ là 10 đôi nhá. Vỉ là 10 đôi. Còn hộp thì chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, vỉ là 10 đôi này. Còn cái hộp này là 5 đôi nhá. Đấy, hộp này là 5 đôi thôi. Hộp 5 đôi 80k nhá. Đấy, hộp 5 đôi là 80.000. Còn vỉ 10 đôi như này. Vỉ 10 đôi như này có màu trắng và màu đen, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Nay thì bên shop về một cái mã rất là mới đó là áo điều hòa nhá. Áo điều hòa hàng của thương hiệu Daikin các bác này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm là một máy này, một máy hai quạt này. Đấy, một máy hai quạt và một chiếc áo. Màu thì bỏ ghế đây. Màu thì sẽ là màu quân đội rất là đẹp luôn nhá. Màu quân đội rất là đẹp luôn. Đấy, hàng của Nhật đây, Japan, chữ rất là to luôn này. Dung lượng pin của nó thì con này cực khủng luôn các bác, dùng cho em là từ đây, hàng made in Japan nhá. Dung lượng pin là của nó là 74.000 mAh này. Đấy, pin của nó là pin li-ông các bác này. Đấy, pin li-ông như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 520.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Ở đây nó sẽ có cả cho các bác một cái đèn chiếu sáng này các bác này. Đấy, rất đơn giản cho các bác sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang đây, cái đèn chiếu sáng này các bác này. Các bác giữ lì này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Rất đơn giản thôi. Đây em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác xem. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship được các bác nhá. Đó.
Đây là cái áo màu quân đội này các bạn. Đấy, màu quân đội rất là đẹp luôn. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Hàng của quân đội Nhật thì nó sẽ có cho các bác là một áo này. Đấy, một áo như này. Thì về nhà các bác lắp cái quạt vào cho em này. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái quạt như này này. Hai quạt này, một cái bộ giắc cắm sạc thì không phải nói làm gì rồi. Cái bộ sạc này là có cả dây luôn nhá, có cả dây cả cáp này luôn. Cái này là cái dây sạc này, không nói làm gì các bác nhá. Đó, và đây là cái hai cái áo này, à hai cái quả quạt này. Hai quả quạt này thì đây, đều là hàng của Nhật hết nhá, 18V này. Đấy, các bác lắp vào đây cho em. Lắp vào đây cho em này. Đấy, các bác lắp thì khi các bác lắp thì các bác đẩy cái lẫy vào cho em là xong này. Đấy. Mới đầu lắp thì nó sẽ hơi chật một chút, nó sẽ hơi khó lắp một chút, nhưng các bác lắp thì nó sẽ đây. Các bác đẩy từ trong ra để cho cái quạt nó vào trong. Đấy. Đây, đẩy từ trong ra ngoài như này nhá, để cho cái quạt nó vào trong, để hướng cái chiều gió vào trong kia. Đó, đây. Đẩy vào này con này. Đó, đẩy vào như này kia. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, nó sẽ sập vào cái lẫy này cho em là xong này. Đấy. Hai cái quạt này thì các bác đều để như thế cho em nhá, đều để như này cho em nhá. Đẩy cái quạt cánh gió vào trong nhá, cái hướng cánh gió vào trong. Đây. Đấy là các bác đẩy vào cho em là xong này. Đấy, các bác đẩy vào cho em. Đấy, đẩy vào cho em là xong nhá. Đó, đây nó máy như này rồi, các bác chỉ cần đẩy sập vào cái lẫy này là xong. Đấy, sau đó thì các bác cắm cái đây, tháo cái cáp ra này. Đấy, tháo cái cáp ra. Một đầu cáp thì các bác sẽ cắm vào cái cục nguồn này. Một đầu cáp cắm vào cái cục nguồn này cho em. Đấy. Cắm vào cục nguồn này cho em này. Đấy, đây, cáp cắm vào cái đầu nguồn này. Đấy, sau đó thì các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn giữ lì lên cho em này. Đấy, giữ lì cho em. Các bác bật nguồn lên này. Đấy, và sau đó thì các bác cắm cái này vào hai cái này cho em. Nói chung là cái này thì bác nào cũng biết sử dụng rồi, nó rất là đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Đấy, cắm vào cho em là xong. Đó. Sau đó thì các bác bật nguồn lên nhá. Đấy. Con nào mà hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Đây, em đã bật nguồn rồi, là quạt bắt đầu gió bắt đầu chạy rồi các bác này. Đấy, gió bắt đầu chạy các bác này. Đấy, qua theo bắt đầu chạy nhá. Bây giờ là cái quả pin này thì các bác sẽ để vào trong cái túi của nó luôn. Đây, nó sẽ có cái túi đây. Đấy, có một cái túi đây các bác này. Các bác để quả pin này trong túi này xong này. Đó, để quả pin này vào túi này là xong. Đó, là các bác bắt đầu mặc vào là xong nhá. Đây, mình cởi ra mình mặc vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, cởi ra mặc vào này. Đấy, em sẽ mặc vào cho các bác xem luôn. Đó, đây. Cái quả pin thì cái dây cái quả pin thì các bác luồn vào phía trong cho em. Đấy, cắm luồn vào phía trong các bác nhá. Cắm luồn vào phía trong. Đây nha, cái quả pin này thì nó có một cái túi lưới này. Các bác bỏ cái quả pin này vào cái túi lưới này cho em này. Sau đó thì hai cái cáp này là các bác cắm vào này. Đấy, cắm vào hai bên này là xong. Đấy, cắm hai bên này cho em nhá. Đó. Và con này thì nó khi các bác giữ lì này là nguồn nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì này cho em là nguồn sẽ lên và nó có chức năng sạc cho cả điện thoại luôn. Đó, giữ lì này cho em là nguồn nó sẽ lên các bác nhá. Đó. Đấy, khi bác dùng giữ lì này. Và nó có công tác ở đây nhá. Các bác có thể tùy chỉnh luôn. Cái này nó sẽ là vừa là nút nguồn vừa là công tác luôn nhá. Đấy. Và này, đó. Và đây nó sẽ có cả đèn báo luôn này. Đấy. Đấy, đèn pin luôn. Đấy. Thì có rất nhiều chế độ để cho các bác lựa chọn nha, mát vừa mát mạnh nhá. Đấy, các bác để vào đây xem này. Sau đó thì như này là mình mặc vào thôi. Đây, em sẽ mặc thử cho các bác xem này. Đó. Mặc cho các bác xem luôn. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Các bác mặc vào cho em này. Em thì đang là 1m65 và cân nặng sẽ là tầm 65 kg nhá. 1m65 mà cân nặng là 65 kg, còn các bác có thể lấy kích thước to hơn cũng được. Đấy, bên em có cả kích thước to hơn. Đấy. Các bác thấy không? Khi em mặc vào một cái là nó đã đẩy cái gió phồng lên rồi các bác. Đây. Đấy, gió nó phồng lên các bác này. Đấy. Gió nó phồng lên rất là mát luôn các bác nhá. Rất là mát luôn. Đó các bác thấy không? Đấy, gió phồng lên rất là mát luôn. Đây các bác. Đó, đây. Gió phồng lên rất là mát luôn này các bác này. Đấy, gió nó bay này các bác này. Đây các bác nhá. Đó, đây, các bác thấy người nó phồng chưa? Đây. Gió nó bay này các bác. Đấy. Các bác thấy chưa? Đó, cái bóng gió nó bay này các bác. Gió rất là to luôn các bạn thấy không? Đấy, bay cả túi bóng đi luôn các bạn. Trong này rất là nhiều gió luôn nhá. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đó đây. Sau lưng của em này. Gió nó cùng đây các bạn. Đó. Đây. Rất là tiện để các bạn sử dụng nhá. Đó, các bạn. Rất kín luôn các bạn. Đó. Rất mát nhá. Thì các bạn có thể dùng để mình làm công trình công việc này, hoặc làm thợ này, hoặc là rời nó nóng nó nồm thì các bạn dùng con này cho em. Đó. Người em thì nó sẽ là 1m65 và cân nặng là 65 kg nhá. Còn các bác có thể lấy tăng giảm thì tùy theo các bác này. Chạy cực kỳ là khỏe luôn. Quạt của nó chạy rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái số ở đây các này. Đấy, các số ở đây nhá. To nhỏ ở đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy. Nó có 4 số tất cả nhá. Đấy.
có 4 số tất cả các bạn. Rất mát luôn các bạn, 4 số rất là mát luôn. Các bác có thể dùng đa di năng thoải mái tiện ích cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Sẽ là 520.000 cho một con áo điều hòa như này. Các bác lên cho em là áo điều hòa 520.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cục pin này. Một cục pin như này. Đấy, hai quạt này, một dây cáp kết nối với quạt và một cái bộ củ sạc như này nhá. Đấy, nguyên một cái bộ củ sạc như này thôi, các bác mua một cái bộ củ sạc như này thôi đã phải mất hàng trăm nghìn rồi. Thế mà đây combo cho các bác luôn, chọn bộ. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đây, Made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Áo thì nó sẽ là thuộc dạng áo dàn di như này các bác này. Thuộc dạng áo dàn di và có lưới như này nhá, có lưới như này. Đấy. Bên em có cỡ ML và XL, ML và XL. Đó. Chất liệu của nó thì màu dàn di của quân đội Nhật rất là đẹp như này các bác này. Màu dàn di quân đội rất là đẹp luôn. Chất vải của nó thì cực kỳ là đẹp, máy trần kỹ các bác nhá. Lên cho em là áo điều hòa nhá, áo điều hòa. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 550.000. Lên mã giúp cho em đó là áo điều hòa này. Đó. Áo điều hòa. Áo điều hòa nhá. Áo điều hòa giá sẽ là 550k các bạn, 550.000 cho cái bộ áo điều hòa như này. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cầm anh kia tỉa lông mũi đây. Đó. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là tỉa lông mũi inox. Cái con dao vàng như này nhá. Con này thì bên shop đang bán là 30.000. Đợt này thanh lý nốt cho các bác giá chỉ còn 20k cho một con dao vàng như này thôi. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng siêu sắc bén cho các bác luôn. Siêu sắc bén cho các bác luôn. Dao này thì rất bén các bác. Dùng để dọc giấy này, gọt hoa quả thứ gì rất là ok luôn nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. 20.000 cho con dao vàng này các bác này. Đây. Rất bén luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất bén luôn nhá. Đấy. Rất bén luôn các bác thấy không? Đó. Con này các bác dùng để têm gọt trầu này, gọt hoa quả các thứ này. Đấy, thái rau thái dợ rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao vàng giá sẽ là 20k cho một em dao vàng như này nhá. Dao vàng 20.000. Đó. Dao vàng này giá sẽ là 20k nhá, 20k. Tiếp theo thì một cái sản phẩm tỉa lông mũi bằng inox như này. Con này bên shop đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi này thôi. Đấy, 30.000 nhá. Đây. Đây thì cái này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon này các bác này. Đấy, cái này các bác bấm này cho em này, bấm này cho em. Đó, đây cái lông nó ra này các bác này. Đó. Thì con này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy. Em chỉ còn có 2-3 con duy nhất thôi. Bán thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k cho một cái bộ tỉa lông mũi như này nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi, giá của nó sẽ là 30k này. Đấy, tỉa lông mũi inox giá sẽ là 30.000. Đó, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái băng dính trong hai mặt nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để dính ổ điện này rồi dính các cái thiết bị khác cũng rất là ok luôn. Dính ổ điện rồi dính đa di năng nhá, điều khiển với các thứ trên tường mình dính vào rất là ngon. Thì giá thì hôm nay bên shop thanh lý cho bác giá chỉ còn là 20k thôi nhá, 20k cho một quận băng dính trong như này. Lên mã giúp cho em là băng dính trong nhá, giá sẽ là 20.000. Đó, 20.000 cho một quận băng dính trong như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là con đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex này. Rolex mặt vàng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, Rolex mặt vàng rất là đẹp như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 một cho em đồng hồ Rolex như này. Đồng hồ này chạy bằng pin nhá. Đây. Đấy, bằng pin này đang chạy bình thường, có cả đèn báo cho các bác luôn này. À, có cả ngày lịch cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex mặt vàng như này. Đó, 300.000 cho con đồng hồ Rolex mặt vàng như này nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái củ sạc xanh các bác này, củ sạc xanh. Con này đang bán là 30.000, đợt này thanh lý nốt cho bác cái giá là 20.000 cho một cái củ sạc xanh như này nhá. Lên cho em là củ sạc xanh, đấy nó chỉ có củ này thôi. Giá sẽ là 20.000 cho một cái nhá. 20k cho một cái củ sạc xanh như này. Đấy, nó sẽ bao gồm là 3,1A và có 3 chân như này, về nhà các bác theo hồ cắm luôn. Em còn vài cái nữa thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 20.000 cho cái củ sạc xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khay úp cốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một chiếc khay úp cốc như này thôi. Đó, 60.000 có kèm cho các bác một cái đĩa để các bác hứng đồ bên dưới này luôn. Giá sẽ là 60k nhá. Bỏ cái xích chó ra đây. 60.000 cho một cái khay úp cốc như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đó, 60.000 cho một cái khay úp cốc như này thôi. Đó, thì có cái đĩa ở đây các bác đặt vào và một cái bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 cái phần như này thì úp được 6 cái cốc nhá. Úp được 6 cái cốc luôn. Lên cho em là khay úp cốc giá sẽ là 60k các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đùi lò xo nhá. Đấy, con này đang bán là 35.000, đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 30k thôi. Giá này là không lợi nhuận luôn, không lợi nhuận luôn các bác nhá. 30k cho một cái đùi lò xo như này. Đấy, có công tắc đóng ngắt này, có thể ngoắt nghéo này.
đấy, và các bác cắm ở các vị trí nào cũng rất là ok luôn. Giá sẽ là 30k cho cái đuôi lò xo như này. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái đánh bóng xe hơi nhá. Đánh bóng xe hơi nhá. Con này thì gọi là đánh bóng xe hơi thôi, còn các bác dùng đa di năng được hết. Các bác muốn đánh bóng vào đâu cũng được. Các cái bề mặt nhựa, bề mặt nhám này, các bác chỉ cần là cho ra cái bông này, sau đó thì các bác di đi cho em. Đấy, vuốt đi cho em là xe đổ ra đồ nhựa là sẽ bóng hết luôn nhá. Đổ ra đồ nhựa đánh bóng đẹp cho các bác luôn. Đánh bóng xe hơi, giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một lọ đánh bóng xe hơi như này. Cái này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để mình sử dụng rất là đa di năng luôn. Đánh bóng xe hơi giá sẽ là 35k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Đây các bác chỉ cần là đánh bóng đi này, đưa vào vuốt đi cái là nó sẽ bóng luôn như này các bác này. Các cái phần nhựa nhám này, lốp này, đấy. Thấy chưa? Đó. Đấy, đánh bóng này rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Đó, phủ ceramic luôn. Tăng độ bóng nhá, chống nước rất là tốt luôn. Đấy, ok các bác nhá. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái lọ đánh bóng xe hơi này thôi. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xích chó nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ được là đây, một chiếc này thì chiều dài của nó đâu đó vào khoảng là 1m2 đến 1m5 các bạn. Đấy. 1m2 đến 1m5 cho một chiếc xích nha. Đấy. Tầm khoảng 1m2 đến 1m5 một chiếc. Giá thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý cho bác cái giá đó là 25.000. 25.000 cho một con xích chó như này các bạn này. Đấy, chiều dài khoảng một từ 1m2 đến 1m5. Đấy là tầm khoảng 1m2 1m5 thì đấy các bạn này. Đấy, đây một con xích như này. Cái này thì gọi là xích chó nhưng mà nó nhỏ hơn một chút thì các bác có thể xích chó con hoặc là xích mèo cũng ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một chiếc như này thôi. 25.000 cho một chiếc như này. Đấy, có đầu đai hoa như này nhá. Và đây. Đấy, của nó là bằng inox 304, sáng bóng đẹp này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu này để các bác quặc vào này. Đấy, còn lại là một cái đầu này để các bác quặc vào cái phần đai của con chó con mèo nhà mình. Lên mã giúp cho em là xích chó mèo nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một cái xích chó mèo như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá, vòng trầm gỗ. Em lên cho bác cái vòng trầm gỗ nhá. Con này thì đợt này về giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, giá chỉ còn là 45.000 cho một con vòng trầm gỗ nha các bác nhá. 45.000 cho một con vòng trầm gỗ như này. Ở đây thì nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, gỗ trầm tự nhiên. Có mùi thơm dịu nhẹ ở đây, có kèm cho các bác là một cái đài sen ở giữa rất là đẹp này. Đấy, đựng trong một cái hộp hàng thanh lý siêu thị nhá. Giá cực tốt cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là 45k thôi. 45.000 cho cái vòng trầm gỗ này. Giúp bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, lòng máu huyết lưu thông. 45k trong cái vòng trầm gỗ như này nhá. Lên cho em là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Con này thì nó chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Có cả cho các bác là một cái đôi pin để các bác lắp vào điều khiển này. Đấy, công suất của nhà sản xuất thì là 120W, cũng khá là sáng luôn. Đây, 120W khá là sáng luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình tích điện ăn cơm ăn nước này. Đấy, sử dụng đa di năng luôn, có cả điều khiển luôn nhá. Quai đeo có cả đèn đỏ cảnh báo này các bác này. Đấy, có các chế độ sáng này, có đèn cảnh báo các kiểu con là điều luôn. Ở đây thì sẽ kèm cho các bác là một cái cáp để các bác cắm sạc này, một đôi pin và một cái điều khiển như này. Đấy, bao nhiêu thứ như này mà giá chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên theo là bóng tròn tích điện nhá. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80k cho một cái quả bóng tròn tích điện như này. Giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ nạo 3 món như này. Cái này bao nhiêu đấy? Sẽ bao gồm cho các bác là 3 món này luôn. Đấy. Một cái nạo như này. Đấy, một cái nạo này là nạo dọc này, có hai chiều luôn, một bên nạo vỏ, một bên nạo sợi này. Tiếp theo là một cái nạo ngang như này, nạo ngang như này nhá. Đấy, cái này là ngang này, còn cái này em gọi là dọc này. Và một con dao như này. Con dao này thì có kèm thêm cả cái nhíp đằng sau để các bác nhổ lông gà, lông cá luôn. Đấy, combo cho các bác như này. Đấy, một cái bộ nạo 3 món như này. Giá thì hôm nay sẽ là giá tri ân cho các bác cực kỳ là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái bộ nạo 3 món như này. Lên mã giúp cho em là nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k. Đấy, cho 3 cái luôn. 25.000 cho 3 cái, mua tính ra vào có 8.000 thôi. Đấy, nạo 3 món nhá. Lên cho em là nạo 3 món này. Nạo 3 món, giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho cái nạo 3 món như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã xẻng sinh tồn đây. Đấy. Giá sẽ là 250.000 cho một con xẻng sinh tồn như này. Con này thì nó sẽ là hàng của quân đội của Nhật các bác này. Đấy. Thì các bác có thể dùng vừa làm xẻng vừa làm cuốc cho em cũng ok. Đấy, các bác. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chất thép của Nhật thì các bác biết rồi nhá. Ở bên này thì có các bác là dùng để chặt này, bên này dùng để cưa này, cái này dùng để cắt dây này, cái này dùng để vặn ốc này. Đó, và đầu xẻng này thì dùng để đào này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái chi tiết đi kèm này. Đấy.
có dao dọa các bác có thể lắp vào này, có dao dọa này, đấy rồi có cả đầu phá kính kiếp các kiểu này, đấy các bác cứ lắp vào cho em là xong, đấy rất là nhiều chi tiết đi kèm đây, dao thì các bác xoáy vào đây cho em này, đó, dao xoáy vào đây và các bác có thể kết nối vào để mình sử dụng mình làm chế cháo các kiểu con này đều được luôn, rất là tiện luôn nhá. Giá thì một cái con xẻng như này giá thì đang thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 250.000 thôi, 250.000. Chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi đây các bác rút đây cho em này. Chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi 80 cm nhá. Đấy, 80 cm. Đây em sẽ đo thực tế cho bác xem. Xoáy vào như này. Ở đây nó có giòn có ren giếc đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, giòn ren giếc đàng hoàng như này. Đấy. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi đây. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi 78 nhá. 77-78 các bác. Đấy. 77-78 cm. Đấy, cái phần xẻng này thì sẽ là 13 này, gần 13. Gần 13 và chiều dài của xẻng là khoảng 16 nhá. Đấy, cơ bản nó như thế. Đây. Đấy thì các bác có thể vừa dùng làm xẻng, dùng làm cuốc được luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Đấy. Thép trắng không gỉ này. Xoay như này thì sẽ là thành cái cuốc này. Đấy các bác theo. Đấy, thành cuốc như này. Các bác dùng cũng rất là tiện này. Đấy, cuốc đất rồi các bác có thể mang trên ô tô để mình đi phượt này. Đấy, hoặc trên xe máy bỏ vào thì nó rất là gọn, các bác có thể tháo ra gấp vào nó rất là gọn luôn. Mang đi rừng đi phượt này rồi đi các bác đi chế cháo nói chung là rất là đa di năng luôn. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý nhá, có dao có dợ đàng hoàng. Bên trong này có cả ốc vít cho các bác rồi là dùng để đây, đánh lửa đánh nhiếc được. Cái tính năng đánh lửa này thì em cũng không dành lắm, các bác có thể dùng được thì các bác dùng thôi. Đó, cơ bản như vậy. Giá thì có cả đầu ốc vít đây các bác này, có cả đầu ốc vít đây. Giá thì chỉ có 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, rất tiện ích nhá. Đấy, combo cho các bác và có cho các bác một cái túi bằng dù như này để các bác đựng vào này. Đấy, một cái túi bằng dù này các bác đựng vào mình sử dụng. Nó rất là tiện ích luôn. Một con xẻng sinh tồn như này, giá chỉ có 250 cành thôi. Rất sắc bén quá nhá, rất sắc bén luôn. Và giá thì cũng khá là hợp lý để các bác có thể siêu tầm này hoặc là sử dụng để mình đi chế cháo rồi nói chung là đa di năng được luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn, hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 250k cho một con xẻng sinh tồn như này, 250.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ led nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ rất là tiện ích này. Đấy, nó bằng led như này. Về nhà các bác chỉ cần cắm cái cáp này vào cho em là xong. Đó, và nó sẽ hiển thị giờ thôi, hiển thị giờ ở đây. Thì các bác có thể vừa dùng làm đồng hồ vừa làm đèn ngủ, có thể lắp pin được này. Có thể lắp pin vào đây cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho con đồng hồ led này, 140.000, rất là tiện luôn. Đây, số nó sẽ nảy đúng mô phỏng như trên hình như này các bác này. Đấy, to rõ ràng. Vừa để làm đèn ngủ, vừa để làm đồng hồ xem giờ luôn, khá là tiện các bạn. Lên cho em là đồng hồ led. Giá sẽ là 140k nhá, 140k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn pin hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá, hàng Đức xuất cho thị trường Nhật đây. Made in Germany này. Đó, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Có một cáp sạc như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, có một cáp sạc luôn. Đây, bật nguồn lên các bác này. Đó. Và có chức năng là tắt bật tự động này, chỉ cần gạt qua này thôi. Ở đây nó sẽ có hai con mắt cảm biến này. Đấy, một con bật một con tắt này, con bật con tắt rất nhạy luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi cho một con đèn wifi như này, 130.000 nhá. Đấy, mã xem là đèn wifi 130.000. Này còn mấy cái? Tiếp theo thì bên em còn mấy cái vòi chậu rửa này các bác này. Đó. Vòi chậu rửa mặt đây các bác. Đấy, vòi chậu rửa mặt đây. Đấy. Thì ở đây thì em còn 5-6 cái nữa thanh lý nốt cho các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái vòi chậu rửa mặt như này. Hàng của Nhật này, made in Japan này. Đó, rất đẹp như này các bác nhá. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác. Hàng mạ chrome đẹp sáng bóng nhá. Hai đầu nóng lạnh cho các bác luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn là bao nhiêu đây? Giá thanh lý cho các bác cái giá đó là 230.000 nhá. 230.000 cho một con như này. Giá còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho bác. Đấy. 230.000 cho một con như này thưa các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là vòi chậu rửa tròn nhá. Vòi chậu rửa tròn. Vòi chậu rửa tròn em còn và chậu rửa tròn cao nhá. Giá sẽ là 230k. Em còn 5 con nữa thanh lý nốt rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra của ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Con này thì sẽ là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này.
Con này thì các bác có thể đo huyết áp này, đo nhịp tim này. Đấy, về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cho các bác là cái pin con thỏ nhỏ này. Đấy, 4 quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có tuổi rồi thì cần phải đo đạc huyết áp rồi nhịp tim, theo dõi nhịp tim các thứ thì nên sử dụng con này cho em. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc, ra ngoài hiệu sách, ra ngoài hiệu thuốc hoặc là các cái cơ sở y tế mà mua thì nó sẽ bán cho bác khoảng 350.000 đến 400.000. Rẻ nhất thì họ cũng phải bán là 300. Còn bên em bán cho bác với giá bao nhiêu? 260.000 và bao ship nhá. Lên mã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 260.000, nhận hàng kiểm tra thanh toán, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo của Hàn Quốc nhá. Các bác lên chảo của Nhật nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chảo chuyên ngập dầu. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. 100.000, có tráng đá chống dính các bác này. Đấy, có tráng đá chống dính cho bác luôn. Thứ nhất là có tráng đá chống dính này. Đấy, tráng đá chống dính cho các bác này. Sâu nhá, sâu khoảng 10 cm và chiều rộng thì là 26 cm nhá, 26 cm. Có cái khay như này để các bác có thể để nem dán các thứ lên. Đấy, 20 cm nhá. Đường kính của nó là 20 cm. Các bác có thể dùng để chiên tôm này, chiên tôm cá rồi nem đủ các thứ đều ok hết nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho mã giúp em là chảo chuyên ngập dầu nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, 100k cho cái chảo chuyên ngập dầu như này. Mi ơi, xem cái bình trà này còn cái to không? Có. Bỏ đây cho. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình trà inox nhá. Bình trà inox thì đây nó sẽ là bình trà nhỏ này. Bình trà inox nhỏ có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho một cái bình trà inox nhỏ như này. Con này thì nó sẽ là đựng được hai lạng trà, chất liệu của nó bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn, chất liệu inox sáng bóng đẹp. Con này thì giá của bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó sẽ là 90.000 nhá. Các bác lên cho em là bình trà inox nhỏ nhá. Bình trà inox nhỏ giá sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái này là có hai màu nhá, màu đỏ và màu vàng gold như này nhá. Đỏ đô vàng gold, màu cực đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop cũng có cho các bác là cái loại 4 lạng này. 4 lạng sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000 một chiếc. Nó cũng có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold như này. Màu đỏ, màu vàng gold như này các bác nhá. Rất đẹp luôn. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy, màu rất đẹp này. Inox 304 sáng bóng nhá. Các bác có thể dùng đựng chè, đựng cà phê, đựng ngũ cốc rồi đựng lạc, đựng tiêu, đựng điều, nói chung là các cái loại hạt đồ khô các bác cho vào đây cho em rất tiện ích luôn. Đấy, các loại hạt đồ khô cho vào đây nhá. Nắp có gioăng này. Đấy, rất tiện ích luôn, đựng cà phê, cà pháo thì tuyệt vời luôn. Đựng chè khô nhá. Dung tích của con này sẽ là 4 lạng nhá. Đấy, lên cho em là bình inox 4 lạng nhá. Đấy, 4 lạng, giá của nó sẽ là 130k cho con bình 4 lạng như này nhá. 130.000. Đó, 130.000 cho một con bình 4 lạng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu đỏ đô nhá. Màu vàng, màu đỏ đô. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bỏ cho anh cái giá đỡ điện thoại ở đây luôn. Cốc pha cà phê nhá. Các bạn lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Ở đây thì về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Bỏ cái giá đỡ điện thoại này. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy, cái giá đỡ kìa. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy là các bác sử dụng thôi. Là các bác bấm này là nó sẽ quay này, rất tiện ích luôn. Bấm này nó sẽ quay, nó rất tiện ích. Ở đây thì nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường. Đấy, bấm vào là nó sẽ quay thôi, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế luôn. Giá thì sẽ là 90 cành cho một cái cốc cà phê tự khuấy như này. Rất đẹp này. Đấy, có công tắc này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là bên trong là bằng inox 304, bên ngoài bằng nhựa. Đó, bằng nhựa nguyên sinh rất sạch sẽ nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy giá sẽ là 90k cho em cốc tự khuấy như này nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống. Bên ngoài vỏ nhựa, bên trong bằng thép không tỉ 304, có nắp đậy, có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Sản phẩm mình để trong cửa hàng nha các bạn. Đó, rất tiện ích luôn các bạn nha. Bạn nào uống tự pha thì kinh ngay em này nhé. Cốc khuấy tự động giúp việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống. Bên ngoài vỏ nhựa, bên trong hình thép không tỉ 304. Có nắp đậy, có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Đó, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại nhá. Cái giá đỡ này bao nhiêu nhỉ? 30.000 cho một con giá đỡ điện thoại này các bác nhá. Đấy, con này thì các bác có thể để cho em là dọc ngang đều được hết này, rất tiện ích luôn các bác theo. Đây, dọc ngang đều được hết nhá. Đấy các bác theo. Đây. Đấy, em xoay đi cho các bác xem này nhá. Đấy, để dọc để ngang đều ok hết này. Các bác có thể xem YouTube, xem TikTok nhá, rất tiện ích luôn. Đấy, cái chỗ này em để nó còn đang gọi là không bằng phẳng mà vẫn ok luôn nhá. Đấy thì các bác có thể xoay đi như này.
xoay dọc xoay ngang đều ok hết chưa em. Đó, rất tiện ích luôn các bác theo. Đó. Giá sẽ là 30k nhá. Bên em gửi thì nó sẽ trong hộp về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong. Lắp đặt thì nó rất đơn giản thôi, có thể xoay ngang xoay dọc để các kiểu con là điều được luôn nhá. Đó, đây. Lên cho em là giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30.000 cho em giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Thì khi các bác nhận hàng thì nó nguyên trong hộp và về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong, xoay đi xoay lại. Các bác dùng nó rất là tiện để mình để trên bàn ăn cơm ăn nước mình xem này, hoặc là các bác lướt TikTok các thứ rất là ok. Giá đỡ điện thoại 30.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn đèn bão quạt nhá. Đấy. Thì con này tên nó là đèn bão và nó có cả cái một cái đầu quạt như này nên bên shop gọi nó là đèn bão quạt này. Quạt của nó chạy cực kỳ tít luôn nhá, chạy rất là tít luôn. Đó các bác thấy không? Quạt chạy rất là tít luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác thì giá đó là 100.000 cho cái đèn bão quạt như này. Ngoài đèn ra thì nó sẽ là có quạt nhá. Đấy, ngoài đèn ra thì nó có quạt này. Ngoài quạt ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, đeo sách này. Rất sáng luôn các bác nhá, nó rất là sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Đấy, kéo lên là nó sáng, dập xuống là nó tắt này. Đấy, ngoài ra có tấm pin năng lượng mặt trời luôn và có kèm cho các bác một cái dây sạc luôn nhá, một dây sạc như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải mua bán thêm cái gì nữa. Giá là 100k nhá. Lên cho em là đèn bão quạt, giá sẽ là 100k cho con em đèn bão quạt thế này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng nhá. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một sạc như này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Đây. Hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái chân cắm này và một chân cắm sạc vào này, ngoài ra có cáp sạc luôn. Thì các bác có thể dùng đa di năng rất là tiện này. Đây, cắm sạc vào đây các bác nhá. Đấy, cắm sạc vào này. Đấy, cắm và phát là lên luôn các bác này. Đấy. Báo sạc luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200. Cái sạc dự phòng này bao nhiêu nhỉ? 230.000 bao ship cho các bác luôn nhá. Đấy. Con này thì dung lượng pin của nó rất là khủng luôn đây các bác này. Đây, dung lượng pin của nó đây. Đấy. 20.000 mAh nhá, 20.000 mAh cực khủng luôn. Đấy, các bác dùng có thể sạc 3 cái điện thoại hết pin một lúc cũng ok. Đấy, dùng để sạc liên tục sử dự phòng cho vòng từ 3 đến 5 ngày thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em là sạc dự phòng A nhá. Giá của nó sẽ là 230.000. Sạc dự phòng A này. Đấy, hoặc sạc dự phòng cũng được. Giá sẽ là 230k, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc như này. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ. Cái này thì các bác dùng nó chuyên trị cho các bác, thứ nhất là đau mỏi khớp gối này, khớp gà vai và đốt sống lưng nhá. Đấy, hàng này dùng cực kỳ là nhạy luôn. Hàng có thương hiệu của Hàn Quốc rồi, các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm. Đó đây. Thì nó sẽ là một cái lọ dầu nóng Hàn Quốc này, 100ml. Đấy đây, toàn bộ chữ Hàn hết nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc. Các bác dùng là chuyên trị cho các bác là đau mỏi vai này, sống lưng, sống cổ các bác nhá. Đấy. Rồi các cái khớp gối, bác nào có tí tuổi mà đau xương khớp thì dùng cái này cho em, rất là tiện ích. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo dán tôn. Đấy, các bác lên cho em là keo 10 nhá. Một quận này thì chiều dài của nó thì bản của nó là 10cm và chiều dài khoảng là 5m nhá, khoảng 5m. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá. Keo 10, bản của nó là 10cm mà, bản này của nó sẽ là 10cm. Và giá thì sẽ là 40k cho một quận keo dán tôn như này nhá. 40.000 cho một quận keo dán tôn như này. Thì các bác dùng nó cũng khá là tiện ích luôn. Và các bác ứng dụng rất là nhiều, dán vào các cái phần ví dụ như là mái tôn rồi tường bị thấm dột các thứ các bác dán được hết nhá. Đặt ngay về gửi cho mọi người xem nhá. Nghe nói là em này có khả năng chống thấm rất là tốt. Đấy, chống thấm rất tốt luôn các bác nhá. Các bác cứ dán trực tiếp lên cho em này. Sau đó thì mình vệ sinh thì mình dán trực tiếp lên đây các bạn. Đấy, cái lớp keo cao su non của nó này, nó bám trực tiếp trên bề mặt này luôn. Thì khi mình dùng nó rất là an toàn nhá. Đó, các cái phần thấm rột là các bác dán lên cho em là ok hết nhá. Lên cho em là keo dán tôn, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Bật lửa cây, giá sẽ là 40.000. Các bác mở cái lấy khóa này ra này. Đấy là bật này là lửa sẽ lên này. Đó, các bác thấy không? Đây, bật này lửa lên này. Đấy, và đây là cái chỉnh to nhỏ đây nhá. Đấy, chỉnh to nhỏ đây. To nhỏ đây, và cái này là cái lẫy khóa này, không dùng thì các bác khóa vào cho em. Đấy, không dùng thì các bác khóa vào. Còn bình thường mở thì các bác bật này cho em để mình bật nhá. Đấy, khóa cái này lại cho nó an toàn nhá. Đấy, cái này cái lẫy khóa này. Đây, bật này coi này. Đó. Rất ngon luôn. Bật lửa cây, giá sẽ là 40k cho một con bật lửa cây như này nhá. 40k trên một em. Các bác có thể dùng để mình nhà mình làm lẩu làm nước này. Đấy, đồ ăn thì dùng cái này cho em, nó rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 40k nhá, 40k.
Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nha. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái kính mắt đổi màu nha. Con này thì có hộp biếc đàng hoàng, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, giá sẽ là 150.000 nha, 150.000 cho một con kính mắt đổi màu như này các bác này. Đó. Khi các bác đeo vào thì nó sẽ đổi màu phù hợp với ánh sáng các bác nhá. Đấy, phù hợp ánh sáng này. Đấy thì các bác dùng rất là thích luôn. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng rồi. Đấy, khung gọng bằng thép cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Lên xem là kính đổi màu nhá. Các bác đi dày nắng, dày mưa đều ok hết nhá. Dày nắng, dày mưa, dày dâm đều ok hết, rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đi ban ngày, ban đêm đều ok hết. Giá thì sẽ là 150.000. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Có hộp hiếc đàng hoàng luôn, hộp hiếc các thứ chống sức đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, mình bỏ vào hộp này mình dùng cho nó tiện này. Lên xem là kính đổi màu, có hộp hiếc đàng hoàng, hàng của Nhật nhé. Kính đổi màu 150.000. Kính đổi màu này. Kính đổi màu nhá. Lên xem là kính đổi màu. Giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn 100.000 nhá. 100.000 cho con kính đổi màu như này. Đấy, 150.000 gạch đi, giá chỉ còn 100.000 thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này. Đấy, nôm na là về nhà các bác chỉ cần là xoáy quả bóng điện cũ ra, xoáy vào cái đuôi mới cho em và xoáy cái đuôi này vào cái đuôi mới này. Và cái đuôi cũ của các bác ấy là mình dùng được thôi. Nó sẽ có cảm biến chuyển động, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó tắt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đuôi trực tiếp. Đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này, đuôi hai đầu xoáy trực tiếp nhá. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000. Đó, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái bình tông 2 lít nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Hàng inox 304. Đấy, hàng inox 304, hàng của Nga Ngố nhá. Hàng của Nga Ngố. Hàng của Nga Ngố rất ngon lành cho bác luôn. Đây, CCCP này. Hàng của Nga Ngố và có cho các bác là một cái bao da đeo như này, rất đẹp, rất lịch sự luôn. Giá sẽ là 130.000. Lên theo là bình tông 2 lít nhá. Bình tông 2 lít này. 2 lít 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nhẫn đồng hồ nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một con nhẫn đồng hồ như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. Đây các bác này. Đấy. Một con nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, đeo vào tay cho em này. Đó. Vừa làm nhẫn vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất lịch sự nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn đồng hồ. Giá của nó sẽ là đi nhẫn đồng hồ 50 à? Nhẫn đồng hồ giá chỉ có 35.000 thôi nhá. Nhẫn đồng hồ này. Lên cho em là nhẫn đồng hồ giá sẽ là 35.000, 35.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ nhá. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá, hộp lưỡi câu. Một hộp này thì nó sẽ là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Và đủ kích thước, đủ mẫu cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một hộp này thì sẽ là từ 70 đến 100 chiếc, đủ mẫu, đủ kích thước, tha hồ các bác sử dụng luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một vỉ lưỡi câu như này nhá. 20.000. Lên cho em là vỉ lưỡi câu, giá sẽ là 20.000 cho một vỉ một hộp như này. Hộp lưỡi câu giá sẽ là 20.000, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 20.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ly đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái ly đồng như này. Đấy, ly đồng như này nhá. Nó rất đẹp các bác này. Đấy, một cái ly đồng rất là đẹp luôn. Và giá thanh lý cho các bác 40.000 cho một con ly đồng như này nhá. 40.000 cho một cái ly đồng như này. Đấy, 40.000 cho một ly đồng như này. Đấy, rất đẹp các bác này. 40.000 một chiếc. Lên cho em là ly đồng. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm, miệng của nó thì vào khoảng là 2,5 cm nhá. Rất đẹp, các bác có thể dùng để mình tiếp khách này. Đấy, chè chén hoặc là các bác dùng để mình cúng lễ cũng rất là ok nhá, ly đồng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây nó sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu nhá. Đây sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Đây, nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật, đường kính của nó là 20 cm. Hàng của Nhật đường kính 20 cm các bác này. Đó. Một con nồi chiên ngập dầu như này. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái nồi chiên ngập dầu như này nhá. 100.000 cho cái nồi chiên ngập dầu như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 100.000 cho cái nồi chiên ngập dầu như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô bao gồm là ba cái tô các bạn. Đấy, ba cái tô như này nhá. Bộ ba tô hàng inox như này nhá. Bộ ba tô
Hàng khá là to đẹp, dày dặn chắc chắn cho bác luôn. Ba cái tô như này. Cái bộ ba tô này bao nhiêu đây? Vật mũi. Bộ ba tô như này nhá. Đấy, lên xem là bộ ba tô. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90k cho cái bộ ba tô như này nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ ba tô như này. Sản phẩm hàng của thương hiệu Willing của Đức này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Con bé nhất này thì của nó đường kính của nó sẽ là dung tích của nó là 700ml nhá. Con to này là 1.2L và con to nhất này của nó là gần 2L, 1.8L này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Đấy, bộ ba tô như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. À, vật mũi đứng đúng rồi. Đấy. Thì đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có cả chân đế sạc hẳn hoi nhá. Đấy. Có chân đế sạc về nhà thì các bác muốn sử dụng mà bắt mũi ban đêm thì các bác bật cái đèn này lên cho em này, bật cái đèn hồng này lên. Đó. Sau đó thì các bác cắm cái cục sạc này vào trong ổ điện thoại nhà mình thôi, cắm vào cái củ điện thoại nhà mình là xong. Đó. Đây. Thì nó dùng để vừa để bắt mũi vật mũi các thứ các bác này. Đó, và ánh điện rất là mạnh luôn nhá. Đấy. Hàng dày dẫn cực cứng cáp ngon lành thành đào cho các bác luôn. Đó. Có chế độ bắt mũi tự động này, vừa làm đèn ngủ vừa bắt mũi tự động này. Đấy. Lên mã giúp em là vật mũi đứng, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cái vật mũi đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha trà dung tích là 1 lít. Con này đang bán bao nhiêu đây? Giá thì chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 cái ấm pha trà dung tích 1 lít như này. Có kèm cho các bác là một cái lưới lọc luôn. Đấy, các bác cho trà, cho cà phê, cho các loại hạt vào đây nhá. Xoáy vào. Đó, sau đó thì mình châm nước vào thôi là mình sử dụng thôi. Pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Rót thì nhấp vào đây cho em này. Đấy. Lên cho em là ấm pha trà giá sẽ là 100.000 nhá, dung tích 1 lít. Ấm pha trà giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Giá thì sẽ là 80.000 cái bóng tròn tích điện như này. Đấy. Ở đây thì có cả cho các bác là một cái điều khiển luôn, một cái điều khiển như này nhá. Đấy, một điều khiển, một dây cắm sạc, một điều khiển này và một con bóng như này. Đấy. Về nhà thì các bác có thể là sạc pin vào cho em. Con này thì nó sẽ là bị hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là mình dùng thôi. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một em bóng tròn tích điện như này. Đấy. Rất là sáng luôn mà dùng nó rất là tiện. Ở đây con này thì nó đang bị hết điện hết rồi. Thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đấy, sạc vào cho em. Đấy, nó hết điện các bác nhá. 80.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ máy qua lên mã giúp cho em đó là máy hút bụi đại nhá. Đấy. Con hút bụi đại này thì khá là nhiều chi tiết luôn, nó rất là to, công suất của nó là khỏe lắm. Và nó sử dụng điện 220V nhá. Đây. Đấy, một cái đầu ống hút như này các bác này, một cái đầu ống hút như này các bác có thể kết nối vào cho em này. Đấy. Một đầu ống hút như này. Và một thân máy khá là to luôn, sử dụng điện 220V. Và công suất của nó thì rất là khỏe luôn các bác. Đây, công tác ở đây các bác này. Đấy. 1000W công suất cực khỏe luôn. Em test cho các bác xem luôn. Đây. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đây. Cắm điện 220 bật lên này. Đấy, bật lên. Hút này. Hút được các bác này. Đấy, hút rất là mạnh nha. Có công tắc ở đây nha. Đấy, hút rất là mạnh các bác này. Đấy, các bác thấy nó hút khủng khiếp luôn nha. Lên cho em là hút bụi đại nha. Hút bụi đại. Giá thì sẽ là. Con hút bụi đại này bao nhiêu đây? Hút bụi đại này bao nhiêu đây? Rất là nhiều các loại đầu kết nối đầu hút luôn. Lên cho em là hút bụi đại nhá. Giá của nó sẽ là 450.000. 450k cho em hút bụi đại như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái bếp từ hàng của thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan nhá. Philips made in Thái Lan các bác này. Đó. Chiều dài của nó thì sẽ là 39cm và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 29cm. Một con bếp từ hàng thương hiệu Philips cực kỳ chất lượng nha bác này. Made in Thái Lan. Kính cường lực dày 5 ly nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một con bếp từ như này các bác này. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Tặng kèm một cái nồi. Cái nồi này khi các bác nhận được hàng thì có thể nó bị bóp méo thì cái này hàng tặng thôi. Đó, lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Lên cho em là bếp từ Philips nhé, ghi giá lên luôn này. Bếp từ Philips này.
Philips giá của nó sẽ là bao nhiêu? 350.000 à? 350k nhé, 350.000 cái bếp từ Philips như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái 66 rồi. 66 rồi. Nó bị hỏng không? Cái đồng hồ nhá, một cái đồng hồ treo tường như này. Con này thì đường kính của nó vào khoảng 20 cm thôi, vào khoảng 20 cm thôi nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 75.000, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em là chạy là ok thôi. Đó, con này thì dùng nó rất là tiện ích luôn nhá. 75.000 cho một con đồng hồ như này, đường kính khoảng 20 cm, về nhà các bác treo tường, treo phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, nói chung là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các bác cần xem giờ treo hết vào cho em, rất tiện ích luôn, đầy đủ phòng bếp, phòng ăn, nhỏ gọn, tinh tế các bác nhá, rất đẹp luôn. 75k nha, lên cho em là đồng hồ treo tường 75k này. Đấy, 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện 3 tầng. Đấy, cái này bao nhiêu? Hả? 150k nhá, 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Đây này. 150.000 cho cái ổ điện 3 tầng như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 này, 5 6, tức là có 4 mặt, 4 mặt mỗi mặt là 3 ổ, tổng là 12 ổ. Có đóng ngắt nhá, có công tắc đóng ngắt, có USB nhá, có chân USB như này. À, giá là 150.000, con này thì các bác cắm đa di năng luôn, dây dài khoảng từ trên 1 mét nhá, trên 1 mét. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Có phải không? Vì kẹp quần áo. Vì kẹp quần áo nhá. Vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc, vì kẹp quần áo này. Đấy, vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc. Giá sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một vỉ 20 chiếc như này. Đó, cái này thì các bác dùng để mình kẹp quần, kẹp áo rất là tiện luôn. Đây. Đấy, kẹp như này các bác này. Đấy. 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Khăn rửa bát nhá. 10.000 ba cái nhá, 10.000 ba cái và 25.000 một chục à? 25.000 cho một chục cái như này, 25.000 cho một chục cái như này nhá. 10.000 ba cái, 25.000 một chục cái nhá. Các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ba cánh nhá. Đấy, cái bóng đèn ba cánh như này. Con này thì công suất của nó sẽ là 45W, bóng đèn ba cánh 45W như này. Và giá thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con bóng đèn ba cánh 45W như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Ba cánh 45W. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen sen quạt tăng áp này. Đấy, giá sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Bao gồm cho các bác là cả sen cả dây, không có giá đỡ nhá. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp nhá. Giá của nó sẽ là 90.000, bao gồm là cả lọc, lõi lọc này. Đấy, lõi lọc, một cánh quạt giúp tăng áp lực nước này. Đóng ngắt trên tay này. Đấy, có điều chỉnh ngoắt nghéo này. Đấy, có dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Giá cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ như này. Đấy, 90k trong cái bộ này các bác nhá. 90k. Đó. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít đen trợ lực này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 cây vít. Đấy, có hai đầu và có trợ lực rất là tốt luôn. Đấy. Xoáy nhanh đảo chiều trợ lực luôn nhá. Xoáy nhanh đảo chiều trợ lực. Rất là ngon luôn. Đấy, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, combo cho các bác một cái bộ như này. Giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Lên trên là vít đen trợ lực, giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60.000 cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là tất cả các cái đầu vít, đầu mũi rồi máy khoan như này, có đảo chiều nhá. Đấy, có đảo chiều này, có cho các bác là cả xoay đảo hướng luôn nhá. Đấy, từ cái hình khẩu súng thì các bác lại xoáy ra thẳng được như này. Đấy, dùng rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đấy, có cả đầu mũi khoan mũi khiếc như này nhá, đầu mũi khoan, đầu vít này, rồi 30 đầu mũi vít như này các bác này, các đầu như này đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ khoan mini như này nhá. Lên đây là khoan mini 180.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn các bác lên trên là đèn dầu nhá, giá sẽ là 130.000. Về nhà thì các bác cho dầu vào đây là đốt thôi. Đấy, nâng cái này lên này. Nâng cái này lên. Đấy, các bác vặn lẫy vặn liếc này, cho dầu cho liếc này. Nói chung là các bác có thể tùy chỉnh để mình sử dụng rất là tiện ích luôn nhá. Đây. Đấy, các bác theo. Đây. Đấy, các bác nhấc cái này lên, châm vào đây này. Đấy. Rồi bấc có thể xoáy điều chỉnh tăng giảm bấc này, tăng giảm bấc ở đây này các bác này. Đấy. Rồi các bác châm dầu vào đây cho em, châm dầu vào đây cho em. Vừa để trang trí đề co, vừa để thắp ban thờ, thứ rất là đẹp luôn, 130.000. Đèn dầu 130.000. Các bác lên cho em là tất vỉ này, tất vỉ này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy, màu đen rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Nai, giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Tất vỉ như này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy.
Giá của nó sẽ là 90.000 cho vỉ 10 đôi này, rất đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành cho bác luôn. Tất vỉ 10 đôi. Đó, hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, 90.000 một vỉ 10 đôi, mua một vỉ này dùng quanh năm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ví thanh lý nhá. Ví thanh lý bên shop bán cho bác với giá đó là 40.000 cho một chiếc ví da bò thanh lý như này. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Giá thanh lý cho các bác chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một con ví da bò thanh lý như này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. 40.000 một chiếc nhá, có màu đen và màu nâu. Có màu đen và màu nâu như này. Nếu mà các bác lấy hai chiếc tính giá cho các bác 70.000. 70.000 cho hai cái ví. Giá cực rẻ luôn, 40.000 một chiếc. Ví da bò tự nhiên nhá, chất liệu. Ở đây của em là nó là hàng da bò 100% nhá, hàng da bò 100%. Bảo hành cho các bác luôn đây, chất liệu da bò các bác này. Về nhà các bác có thể đốt thoải mái luôn, cho các bác lấy bật lửa đốt thoải mái luôn nhá. Đấy, bật lửa đốt thoải mái luôn. Ví da bò 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc. Đó, và 70k trên hai cái nhá, trên hai cái luôn, 70.000 hai chiếc. Giá cực kỳ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo là cái bát úp mì nhá. Bát úp mì 50.000 cho một con bát úp mì như này. Đó. 50k là cái bát úp mì như này nhá. Cái này rất là tiện này. Các bác ăn mì này, ăn cơm này rồi là nói chung là phở này, nắp rất là chặt luôn, nắp rất là khít luôn. Đó, nắp rất khít như này thì dùng cũng rất là tiện ích luôn. Bát úp mì nhá. Giá này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k trong con bát úp mì này, rất tiện ích luôn. Đấy, rất nhỏ gọn và tiện ích các bác này. Đó, 50.000 cho con bát úp mì như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là mùa hè rất là nóng bức và các bác nên mua cho mình một cái quạt xanh như này nhá. Quạt xanh tích điện, giá thì chỉ có 55.000 cho một con quạt xanh tích điện như này thôi. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đó. Con này thì 55.000 và nó rất là tiện ích nhá. Các bác đề phòng khi mình mất điện này. Đấy. Đề phòng khi mình mất điện hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây. Nó có công tác có 3 số luôn. 1 2 3 này. Đấy. 1 2 3, nó sẽ có 3 số như này. Đấy, và các bác có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, nâng lên tụt xuống rất là ngon luôn. Đó, và ngoài ra thì các bác có thể là gấp gọn như này, gấp gọn này. Rất là tiện luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 55k nhá. Công tắc tắt vào từ đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh, giá sẽ là 55.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bật lửa Zippo thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Màu vàng và màu bạc như này. Hàng của Mỹ, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ nhá. Made in USA các bác này. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Đó, bật lửa Zippo cực kỳ là ngon luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 nhá. 95k. Đó. 95k cho con bật lửa Zippo như này. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp ga mini nhá. Bếp là người ga mini 100.000. Đó. 100.000 thì bếp ga mini như này, các bác dùng thì mình mang đi du lịch đi phượt này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy. Đấy, đi du lịch đi phượt. Rất là đẹp nhá. Đó. Các cái phần kết nối đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết. Đây là cái phần chân đế của nó này. Đó, chân đế của nó đây. Rất tuyệt vời luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bếp ga mini như này, nhỏ gọn tiện lợi. Đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bếp ga đơn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Con này thì cũng rất là tiện này. Đấy, đánh lửa tự động này. Đấy, lắp bình ga vào đây cho em. Đó. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá, rất dày dẫn chắc chắn. Thì con này các bác có thể dùng để mình đun ở phòng trọ này, đun ở nhà này, rồi nói chung là ăn lẩu ăn liếc được. Nhà bác nào mà hay ăn lẩu dùng bếp ga, đấy, nguồn điện yếu dùng bếp ga thì mua con này cho em. Bếp ga đơn 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khô. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây sẽ là một cái dòng nước hoa Nhật cực kỳ thơm luôn. Đấy. Nước hoa Nhật cực kỳ là thơm nhá. Bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, cái giá của nó rất là hạt rẻ luôn các bạn. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30k cho một cái 30k trong cái hộp nước hoa này thôi. Đấy. Giá rất hạt rẻ, giá rất tốt để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. 30k trong một hộp bao gồm là 4 hộp nhỏ bên trong. Đấy. Nó sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong như này các bác này. Đấy. Và nó thuộc dòng là sáp khô như này. Sáp khô này các bác này. Đấy. Các bác có thể bôi trực tiếp lên tay này này. Đấy. Đây, rất thơm luôn nhá. Lên tay lên nói chung là lên đâu cũng được, rất là tiện. Đấy, nước hoa khô nhá. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đẩy ra này mình bôi sập vào này. 30.000 cho 4 hộp nước hoa thơm như này nhá. Đấy.
lên cho em đó là nước hoa khô nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp nước hoa thơm này thôi nhá, 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọ xịt xịt bếp nhá. Đấy, cái này để các bác xịt bếp này. Đấy, khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này thì giúp cho các bác là tẩy rửa vệ sinh bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bếp nhá, các vết dầu mỡ, vết bám nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một lọ xịt bếp như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên cho em là xịt bếp, giá sẽ là 50.000, chuyên tẩy dầu mỡ các thứ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Thì con này dùng rất là tiện. Thứ nhất là không bị bong các cái phần dây thép ra nó ảnh hưởng nhá. Thứ hai các bác dùng để mình trà cọ khỉ rửa không cần phải động tay vào xà bông nhá, và các bác có thể cho xà bông trực tiếp ở đây luôn. Đấy, kỳ cọ đánh rửa cho trực tiếp ở đây dùng rất tiện. Giá sẽ là 15k thôi. 15k trong cái cọ nồi như này. Lên cho em là cọ nồi 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện. Công suất của nó sẽ là 1000W luôn. Đấy, 1000W, con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây. Con này thì dùng thì thôi rồi luôn các bác nhá. Dùng rất là đã luôn. Cả hút cả thổi luôn. Giá sẽ là 260.000. Đó. 260.000 cho con hút thổi bụi như này thôi. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên thuốc dán nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp thuốc dán. Một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, đây nó sẽ có cái hộp bên trong này, nó là dòng cái này, nó là dòng viên này, nó là viên viên một hộp như này, và viên của nó là viên thuốc sinh học nhá. Cực kỳ là an toàn luôn. Đó, và không không độc hại nhá. Đấy, một hộp này là 12 viên. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 50.000. 50k trong hộp cái này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn nhá. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật luôn. Đó, thuốc dán toàn chữ Nhật hết này. Cái này nó sẽ diệt là dán mẹ, dán con này, tổ dán này, rồi trứng dán luôn nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, các loại dán luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong con đèn phễu này thôi, siêu sáng luôn, có dây đeo này, có cáp sạc này, và có báo pin này, có báo pin, có sạc ra cho điện thoại đầy đủ luôn. Đấy, rất sáng các bác đây. Đó, rất sáng luôn. Đây. Đây các bác quan sát này. 95.000 một con đèn sáng kinh khủng luôn. Đó, có 3 chế độ nhá. Đó, sáng mạnh, sáng vừa này, và nhấp nháy này. Sáng lắm các bác. Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá của nó sẽ là 95.000. 95.000 cho con đèn phễu này thôi. Lên cho em là đèn phễu, giá sẽ là 95k nhé. 95k cho con đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn dây sạc nhanh nhá. Hàng của iPhone sẽ bao gồm cho các bác là một dây. Đấy, một dây và một củ như này. Một dây và một củ như này. Hàng của iPhone dùng để sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì siêu rẻ đâu. Chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá. 60.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái ép tỏi này. Con này thì dùng rất là tiện rồi. Hàng thương hiệu Winling của Đức, hai hình người. Inox 304. Đây. Đấy, các bác cho tỏi, cho hành vào đây, mình chỉ cần ép phát này là nó sẽ ra đầu này luôn. Rất là tiện luôn. Ép tỏi giá của nó sẽ là đi 100k cho con ép tỏi như này. 100.000 cho con ép tỏi này nhá. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm Hàn Quốc này. Kẹo sâm Hàn Quốc này, một bịch này của nó thì sẽ là 5 lạng. Giá sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Hàng của thương hiệu của Hàn Quốc, made in Korea. Đó. Nguyên 100% là sâm tự nhiên. Dùng thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đó. 100% Hàn Quốc chính hãng nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đó, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Korea. Đây, Korea, made in Korea. 90k cho một gói như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe nhá, súng xịt rửa xe. Đây là cái đầu lắp của nó này, về nhà các bác kết nối vào này. Đấy, và đây là cái đầu súng này. Và các bác xoáy cái này thì nó sẽ ra nhá. Súng xịt rửa xe
150k thì cái súng xịt rửa xe như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, dung tích là 1,5 lít. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nha, màu rất đẹp luôn. Bên shop về thì nó sẽ có mấy màu, màu xanh, màu đỏ các màu luôn. Hàng quân đội Mỹ dung tích là 1,5 lít, inox 304, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Cái nắp này dùng để làm cốc uống nước được luôn. Đó. Rất chất lượng nha. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn, bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 190.000 nha. 190.000. Bình nhiệt quân đội Mỹ 190.000. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đài FM, 260.000 cho cái đài FM như này. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ làm con đài rất là ngon luôn. Đấy, cho em chế độ FM như này nhá, sau đó thì bật lên này. Đấy. Trong ta phần trò chuyện với anh như vậy. Đấy, các bác chỉ cần là dò tần sóng này này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất hợp lý các bác nhá, chỉ có cho các bác là đi một con đài FM này 260.000 thôi. Đây các bác này. Đấy. Hàng thì sẽ là hàng của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan này. Đó, có pin, có cáp sạc đằng sau đầy đủ này. Đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa từ khi sử dụng sản phẩm đã luôn. Đấy, các bác dò đây xem này. Đó. Rất tiện ích luôn. Con này thì ngoài chức năng là đài FM này, nó còn có các cái chức năng khác như là các bác có thể bắt bờ MP3 để nghe nhạc rất ok đấy, và Bluetooth này kết nối này, đấy kết nối các giác nữa này, và có đồng hồ này, có đồng hồ. Về có đồng hồ, các bác chạy đồng hồ thì tháo cho em cái lót này ra. Đó, đẩy lên xuống là đồng hồ chạy, tiện ích lắm. Đó, rất đa di năng luôn nhá. Đây, điều khiển đồng hồ ở đây này. Đó, chỉnh giờ đằng sau này, rất tiện luôn. 260.000 lên cho em là đài FM nhá. 260.000 một con đài FM này, được ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop có một số mã thanh lý gửi tới các bác này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm nay thì bên em có thanh lý một cái bộ tam đa rất là đẹp luôn. Đó, bộ tam đa Phúc Lộc Thọ như này. Chất liệu của nó thì bằng gốm sứ các bác nhá, gốm sứ như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20 cm. Đó. Hàng thì nó sẽ là một cái bộ tam đa bao gồm là ba ông Phúc Lộc Thọ như này nhá. Đấy, tam đa ba ông Phúc Lộc Thọ như này. Đấy, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 cho ba ông tam đa Phúc Lộc Thọ như này nhá. Đấy. Hàng gốm cực kỳ đẹp luôn, gốm cổ cực kỳ đẹp. Đấy, riêng ba ông tam đa này thì các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Chuyển khoản hết thì bên em mới bán. Tam đa Phúc Lộc Thọ. Đó. Bộ ba tam đa Phúc Lộc Thọ rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, bộ ba tam đa Phúc Lộc Thọ này, ba ông như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho cái đèn đội đầu 5 bóng như này. Đó, giá chỉ có 40.000 thôi. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ rẻ luôn. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng như này có dây, có quai đeo đàng hoàng. Đây. Công tắc của nó đây các bác này. Đấy. Rất là sáng luôn nhá. Có ba chế độ sáng mạnh, sáng vừa. Đấy, và có chế độ là bật 1 bóng, bật 4 bóng và bật cả 5 bóng luôn. Đây. Đấy. Con này các bác dùng để đeo đầu rất là ok. Có cáp sạc vào đây, có dây sạc các thứ đàng hoàng cho các bác nhá. Giá thì sẽ là lên cho em là đèn đội đầu 5 bóng này, đèn đội đầu 5 bóng, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao cắt kính này. Con này thì các bác có thể dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Chuyên để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết. Có kèm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, một cái bộ bao gồm là hai lưỡi luôn, với một lưỡi đi kèm nữa là ba lưỡi. Con này thì các bác dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 100. Cái con kính gạch men này bao nhiêu đấy? Dao cắt kính như này 130.000 nhá. Lên theo là dao cắt kính cắt gạch men 130k. Đó, 130k cho con dao cắt kính cắt gạch men như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem đây. Em đã cắt cho các bác xem này. Đấy. Cắt gạch men này. Đấy, cắt gạch men rất là ngon luôn nhá. Cắt kính cắt gạch men đều ok hết này. Đấy, các bác cắt này, sau đó thì mình đưa vào này, vào cái đường chỉ chúng ta đã cắt nhá. Đây cái chỉ này, và đúng cái chỉ chúng ta đã cắt sẵn này. Đấy, đây chúng ta đặt vào cái phần chỉ cắt sẵn này. Đây, đấy anh chị quan sát nha. Đây, đây đặt vào như này, xong chúng ta bắt đầu không đều ra thôi.
Đấy. Đó, em sẽ đặt vào như này. Sau đó thì chúng ta sẽ công đều ra này. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Cắt gạch men nhá. Đó, cắt gạch men, cắt kính đều ok hết nhá. Đó. Đây là cắt kính nhá. Luôn. Đấy, cắt kính rất là ngon. Sát em cắt kính nhá. Đây. Đó. Cắt kính rất là ngon luôn nhá. Công thì em đặt với cắt luôn. Đấy, cắt kính rất là ngon lành luôn. Rồi em sẽ cắt cái viên này nha. Hơi cao một chút. Đây. Hơi mím rồi. Đấy, em thấy không? Rất đơn giản luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Đó, giá 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái môi nhựa các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái môi sới cơm nhựa trong như này. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái môi sới cơm nhựa trong như này. 50.000. 50.000 một chiếc. Con này thì các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đấy. Dùng để làm môi sới cơm rất là tuyệt vời nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đây. Cái này hàng của Nhật, nó đóng gói cũng cực kỳ là kỹ càng luôn. Đấy. Bóc ra cũng khó luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Đây. Đây các bạn này. Đó, môi sới cơm bằng nhựa trong như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm. Rất là mềm mềm nhưng lại mềm cứng nhá, nhưng lại mềm cứng luôn. Thì dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, không dính cơm. Lên cho em là môi sới cơm nhựa nhá. Môi sới cơm nhựa trong, giá sẽ là 50.000. 50k cho cái môi sới cơm nhựa trong như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Đấy, thì khi các bác đun nấu mà nó bị bắn, bị bẩn thỉu thì các bác dùng con này cho em. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ là một cái tấm bạc như này. Đấy, các bác có thể là đấy, cho vào mình chắn bếp ga rất là ngon luôn nhá. Đấy, một cái tấm bạc như này. Đây mã giúp cho em đó là chắn bếp ga nhá. Giá thì sẽ là cái chắn bếp ga này bao nhiêu đấy? Chắn dầu mỡ 25.000 nhá. Đấy. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ. Chắn dầu mỡ này. Giá của nó sẽ là 25k. Đây. Khi các bác dùng thì nó sẽ như trên hình như này các bạn. Đấy, mình đặt vào bếp này, nó sẽ chắn dầu mỡ cho các bác rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vắt cam bằng tay nhá. Giá sẽ là 50.000 cho con vắt cam bằng tay như này. 50k. Đấy, thì các bác chỉ cần là nó bằng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, sáng bóng đẹp như này. Các bác chỉ cần đặt vào này là xong. Đấy, để mình vắt này. Rất là tiện ích luôn. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, chỉ cần đặt vào đây là mình vắt là xong. Đấy, các bác uống 1-2 quả cam mình cho vào đây mình vắt bằng tay luôn, nó rất là tiện. Vắt cam bằng tay, giá sẽ là 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên em có cái vắt bằng máy thì nó sẽ là 190.000, còn vắt cam bằng tay này là 50.000. Đấy, cái bàn cờ nhựa này thì sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là cả bàn cờ, cả quân luôn. Đấy, 80.000 một bộ này nhá. Đấy. Lên thêm là bàn cờ nhựa này. Đấy. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, bao gồm cả quân cả bàn cờ như này. Đấy. Bàn cờ nhựa nhá. 80.000 cho một bộ như này về các bác để chơi cũng rất là tiện luôn. Có cả quân cả bàn cờ luôn, không dùng nữa thì mình lại kẹp vào kia. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái quân cờ gỗ nhá. Cái này nó sẽ là quân cờ và nó bằng gỗ, quân bằng gỗ như này. Bằng gỗ nó chiều nó vào khoảng là 3 cm, 2 cm rưỡi đến 3 cm. Đó, quân cờ gỗ. Giá thì sẽ là 70.000 cho cái bộ quân cờ gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn này là bao nhiêu đấy? Cái đèn gậy à? Đây. Nó sẽ là một con đèn như này, một con đèn như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Và nó sẽ có một con đôi pin như này luôn, một đôi pin như này các bạn. Đấy, hẳn một đôi pin như này luôn, dùng rất là đã này. Đấy, một đôi pin như này. Đèn gậy nhá, lên cho em là đèn gậy 140.000. Đấy, con này thì cũng khá là sáng luôn. Khá là sáng các bác nhá. Thì mình vừa dùng để mình soi ban đêm ban giấc. Đấy, hoặc các bác đi đường giấc, hoặc là vừa để làm cái gọi là phòng thân luôn nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, rất là tiện. Đây, phòng thân mình có thể là sử dụng nó rất là an toàn. Lên cho em là đèn gậy 150.000, 140.000. Đấy, có sẵn hộp như này và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc luôn. Đèn gậy 150.000 nhá. À 140.000 nhá, 140k cho con đèn gậy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng
hút từ bụi ống nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng ống. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện, hút từ bụi ống. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Đấy, giá rất là tốt luôn. Hút từ bụi bằng ống. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, con này nó chạy bằng pin và rất là khỏe luôn. Hút từ bụi ống chạy bằng pin. 260.000. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái ống như này. Đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, ống dài nhá, đầy đủ phụ kiện luôn. Đây. Con này hút rất là khỏe các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Rất là khỏe luôn nhá. Đó. Đấy. Rất là khỏe luôn. Giá thì sẽ là 260.000 nhá. Các cái đầu phụ kiện đi kèm đây. Chạy bằng pin thì các bác có thể để lên ô tô này. Hả? 260.000 nhá, hút từ bụi ống này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Giá sẽ là 50.000. 50k cho cái vòi tưới cây bằng đồng như này, 50k nhá. Lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng 50.000. Đó. 1 2 3 phần cút nối và một cái đầu vòi như này, 50k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k nhá. 10k cho cái bóng 3W như này. Bóng 3W 10.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái đèn 3 màu nhá, bóng 3 màu. Đấy, bóng đèn 3 màu, con này thì của nó sẽ là bao nhiêu watt đây? 3 màu và con này của nó là đi tầm khoảng, con này chỉ khoảng trên 10W thôi, trên 10W thôi. Nhưng mà rất là sáng luôn. Và giá thì đợt này về cho các bác giá tốt nhá. Giá chỉ còn cho các bác là đi giá sẽ là lên cho em là bóng 3. Cái bóng 3 màu đang bán bao nhiêu đấy? 3 màu đang bán là 30k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. 20.000 cho cái bóng 3 màu như này nhá. Con này thì cũng rất là sáng luôn. Lên cho em là bóng 3 màu, giá sẽ là 20.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái cây sâm thịt nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là cái cây sâm thịt như này. Giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 20k trong cây sâm thịt như này thôi. 20.000 nhá. Đấy, các bác dùng để mình sâm thịt nhá. Sâm thịt mình chế biến đồ ăn rất là ngon luôn. Đó, chế biến đồ ăn rất là ngon luôn nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. 20.000. Đây em thử cho các bác cái con bóng 3 màu này. Đấy, xoáy vào cho em này. Đó. Sau đó thì các bác tắt đi, bật lên này. Đấy, một nó sẽ là màu trắng này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là màu trắng này. Màu trắng này. Đấy, sau đó là màu vàng này, màu trắng đây, màu vàng này và trung tính này. Đấy, nó có 3 màu như này. Đấy, giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một con bóng 3 màu như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng LED nhá, bằng LED. Đó. Tiếp theo thì nó còn là con bóng 3W 10.000 nhá. Con bóng 3W như này. Các bác có thể để các cái khu vực nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục, nhưng mà cần độ sáng vừa phải để tiết kiệm điện. Đấy, ngoài cổng, ngoài cửa, các khu vực mà lúc nào cũng cần phải có ánh sáng nhưng mà chỉ cần là sáng vừa phải thôi. 3W giá chỉ có 10.000 thôi. Bóng 3W 10.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng xoay nhá. Con bóng xoay này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả bóng cả đuôi luôn. Cái đèn xoay này bao nhiêu đấy? Phương ơi, cái đèn xoay bao nhiêu? Đây, nó sẽ là một con đèn xoay như này, bao gồm cả đèn cả đuôi luôn. Đấy, bật lên là nó sẽ xoay nhá, các bác nhá. Đó. Bật lên là nó sẽ xoay. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp luôn các bác. Đó. Đây các bác này, nó sẽ xoay như này các bác này. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp như này các bác này. Đó, thì các bác có thể để trong phòng khách, phòng ngủ này, phòng ăn này, đề co trang trí này. Đấy, hoặc ngoài sân vườn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn xoay, giá sẽ là 50k. Đấy. Bao gồm cho các bác cả đèn cả đuôi luôn, cả đèn cả đuôi luôn. Combo như này giá sẽ là 50.000 nhá. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. 50k cho một cái bộ đèn xoay như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi kép bao gồm là 3 lưỡi như này. Đấy, một bộ lưỡi kép bao gồm 3 lưỡi như này, lắp vào đây cho em. Đó. Đấy, thì các bác dùng để mình xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Lên cho em là máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Để các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu. Đây, 70.000, máy xay tỏi ớt 70.000. Đó. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì em có một số mã thanh lý gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là cái đồng hồ nó bị bong dây như này các bác này. Đấy. Đây. Hàng thì vẫn chạy bình thường nhá. Hàng vẫn chạy bình thường, nó bị bong dây như này.
về nhà các bác ra ngoài thợ các bác lắp vào cho em là xong. Còn đây em đang bán là 150.000, thanh lý cho các bác với giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ bong dây 50.000 các bác này. Đấy. Ngoài ra thì đây một con nữa này, con này thì chắc là nó hết pin thôi, thì về nhà các bác thay pin vào cho em. Đó, thay pin vào cho em, nó hết pin về nhà các bác thay pin vào cho em nhá. Con này cũng bán 50.000 luôn, về nhà các bác tự thay pin nhá, em lười em không thay pin. Đó, có hai mã đồng hồ này. Ngoài ra thì bên shop có một con đồng hồ cơ này, con đồng hồ cơ này rất là ngon, em đang bán là 500 mà không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy, thì con này cũng thanh lý cho các bác với giá đó là 100.000 nhá, 100.000 cho con đồng hồ cơ như này. Đấy, đồng hồ cơ giá thanh lý 100.000, về nhà các bác cứ ra thợ họ sửa cho. Tiếp theo là cái cắt băng dính nhá, cái này thì các bác lật cái này ra này, lắp quận băng dính vào đây cho em, sau đó thì mình cắt. Đấy, cái này là nó sẽ là cắt cái băng dính thế hệ mới, cắt rất là ngon luôn. Đấy, con này thì em cũng thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k nhá, 30k cho cái cắt băng dính như này, 30.000. Tiếp theo thì em có 4 con điện thoại này, 4 con điện thoại như này, thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 một con nhá, 10.000 một con. Đây, hàng như hiện trạng như này, thanh lý 10.000 một con. Đấy, 10.000 một con, các bác cứ mua về sửa, sửa được thì sửa nhá, các bác ra thợ sửa. Đó, cái này thì nó chỉ có máy không như này thôi, máy không như này thôi nhá các bác nhá, 10.000 một con. Tiếp theo thì cái hũ gia vị này, hũ gia vị thanh lý cho bác với giá đó là 5k nhá, 5k cho cái hũ gia vị như này. Các bác chỉ về thì mở nắp ra cho gia vị vào đây, cho gia vị vào đây, chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá, hũ gia vị 5k. Đấy, đây xoay đi này, hũ gia vị 5.000, các bác về các bác tra tiêu điều vào đây. Đấy, cái đuôi có công tắc như này cũng 5k luôn, 5k cho cái đuôi có công tắc như này nhá, 5.000. Tiếp theo là cái máy lắp và cái máy massage chân ấy, massage cánh bướm cũng bán cho các bác với giá đó là 5k cho một cái như này nhá, 5k cho một cái máy như này. Đấy, 5.000 một cái, về nhà các bác sạc pin rồi mình sửa chữa. Tiếp theo là cái bộ lưỡi kem nhá, thì cái này nguyên lưỡi không thôi, thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 nhá, 10.000 chỗ này thì nó phải được mấy chục lưỡi luôn. Đấy, 10k thanh lý 10k các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì một cái quạt phun sương nhá, quạt phun sương cái này thì nó lỗi ở đâu thì em không biết đâu. Đây, cái này ví dụ cái này nó bong dây thì về nhà các bác đấu dây vào này. Đấy, hai cái nó đều bị bong cánh quạt rồi, thanh lý cho các bác với giá đó là 30k nhá, về nhà các bác tự chế cháo, 30.000 cái quạt phun sương như này đó. Phương ơi, tiếp theo thì em có hai cái cục pin của áo điều hòa hàng của Nhật nhá. Hàng này thì nó bị lỗi mà không biết lỗi ở đâu thì về nhà các bác có thể mua về để mình chế cháo hoặc đóng pin đóng biếc tùy. Bán cho các bác 20k cho một quả như này, 20.000 cho một quả như này nhá. Bác nào có áo điều hòa thì mình mua về mình chế cháo nhá. Đó. Tiếp theo thì em có một con sạc dự phòng, con này còn ngon nguyên nhá. Đấy, còn ngon nguyên. Hàng nội địa của Nhật, 10.000 mAh. Đấy, hàng con này hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam, made in Việt Nam đây. Con này em bán cho bác với giá đó là 50k nhá, 50k. Con này thì hàng vẫn dùng ngon nhá, có thể sạc được từ 2 đến 3 cái điện thoại liên tục nếu đầy pin nhá. Đó, hàng vẫn dùng ngon. Thanh lý cho bác với giá đó là 50.000, sạc dự phòng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo khui bia nhá. Kéo khui bia thì em về lô này nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đỏ và màu trắng như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, lên cho em là kéo khui bia. Giá thì sẽ là 70.000 cho một con kéo khui bia như này. Đó, hàng siêu dày luôn. Hàng rất dày các bạn, thép SK5 của Nhật này. Đấy, có chức năng là khui bia này, cắt gà cắt cá này, kẹp cua kẹo mở nếp chai đầy đủ cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn, dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy, rất là dày các bạn này, kéo rất dày luôn. Giá thì sẽ là 70k nhá, kéo khui bia 70.000. Kéo bếp vàng thì bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Kéo bếp vàng như này, hàng của Nhật này. Đấy, hàng của Nhật. Đấy, cũng rất là ngon luôn. 30.000 một chiếc, Japan nhá. Đó, bán lẻ sẽ là 30.000. Mua số lượng thì sẽ là 100.000 bốn chiếc. Đấy, bán lẻ sẽ là 30k một cái nhá. Đấy, 30k một cái và 100.000 bốn cái. 30k kéo bếp vàng 30k trên một chiếc nhá. Đấy, 100k này. Đấy, trên bốn cái luôn, 100k trên bốn cái. Giá thanh lý cho bác luôn. Tiếp theo thì cái dây tắm này. Đấy, dây này các bác dùng để tắm kỳ cọ này. Giá sẽ là 15k. 15k nhá. 15k trong cái dây tắm như này. Đấy. Cái này thì rất là tiện thôi. Các bác cho xà bông tắm các thứ vào đây, sau đó thì mình kỳ cọ này. Đấy, rất sạch sẽ luôn nhá. Chân tay rồi nói chung là đa di năng luôn, 15k. Đấy, chân tay đây các bác, ví dụ chân thì các bác kỳ như này này. Đấy. Rồi nói chung là chân này. Đấy, nói chung là đa di năng, lưng, cổ, vai gái đều được hết, 15.000 những cái dây tắm như này. Tiếp theo thì Phương ơi, em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi nhá. Đấy,
lấy cho anh một cái đuôi ấy ra đây, cái đuôi 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 đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con đuôi này thì nó sẽ có một chân xoáy thôi, đấy, có một chân xoáy cho nên em gọi nó là đuôi một chân xoáy như này. Đấy, và có người đi qua thì nó sẽ cảm biến sáng tối cho các bác luôn, và có chế độ điều chỉnh ở đây. Đó, dòng lên dây thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, đuôi đèn cảm ứng một chân, giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Còn con này thì nó sẽ là dòng hai chân luôn, hai chân như này. Đấy, hai chân thì gọi là hai chân thôi, nhưng mà nó là các bác lên cho em là con này là đuôi cảm ứng xoáy trực tiếp. Đấy, con này nó sẽ xoáy trực tiếp luôn, về nhà các bác không cần phải đấu dây. Đấy. Như con này thì các bác vẫn phải đấu dây, nó hơi phức tạp. Về nhà các bác phải đấu dây vào. Đấy, còn ví dụ như con này là các bác về nhà thì cắm sang bên này. Về nhà thì khi mà các bác đã có cái đuôi sẵn như này rồi nhá, các bác chỉ cần xoáy cái đuôi này vào cho em này, xoáy cái đuôi này vào. Đó. Sau đó xoáy bóng vào đằng trước này thì các bác bỏ cái quả bóng cũ ra, bỏ quả bóng cũ ra và xoáy vào cái này và cái đuôi cũ của các bác, sau đó xoáy bóng vào cái đuôi mới của em là xong. Đó. Thì các bác lên cho em là đuôi xoáy trực tiếp nhá, đuôi xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k. Đấy, đuôi hai chân xoáy trực tiếp này. Đấy, đuôi hai chân nhá. Cái này nó sẽ là hai chân xoáy trực tiếp. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá, 60.000, đều là cảm ứng chuyển động hết nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay khô nhá, máy xay khô. Con này thì công suất của nó sẽ là một đây. Một con máy như này là 250W, điện 220V. Đấy. Các bác dùng thì rất là thích luôn. Chỉ việc là cắm điện vào cho em này, cắm điện vào này. Đó, sau đó thì nhấp này là nó chạy này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác nghe tiếng máy kêu chưa? Máy chạy rất là khỏe luôn. Đó. Các bác dùng để xay đỗ, xay lạc, xay tiêu, xay điều, cà phê, ngũ cốc đều được hết nhá. Giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Máy xay khô 120k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái máy đuổi chuột nhá. Đấy, con này thì sẽ là máy đuổi chuột. Giá sẽ là 35.000, 35k cho con máy đuổi chuột như này. Con này dùng rất là nhạy luôn, chuột, côn trùng, kiến gián đuổi được hết các bác nhá. Chuột, côn trùng, kiến gián. Về nhà chỉ việc cắm vào nguồn điện là xong. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái này là nó sẽ là miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó là 50 miếng, giá chỉ có 40k thôi, bằng một bát phở thôi nhưng mà dùng cực kỳ tiện ích luôn. Đấy, người lớn, trẻ nhỏ, người già dùng nó hết nhá. Ban đêm trước khi đi ngủ thì các bác bóc ra, sau đó thì mình dán vào cái gan bàn chân cho em. Đấy, rất là tốt luôn nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái đèn 8 cánh này. Bóng đèn 8 cánh như này. Con này thì siêu sáng luôn. Đó, bóng đèn 8 cánh siêu sáng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đây. Đấy. Sáng lắm các bạn. Đấy, đèn 8 cánh siêu sáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Sáng rực rỡ luôn. Đó. Công suất của nó là 200W nhá. 200W điện 220V. Đèn 8 cánh. Lên trên là đèn 8 cánh, có thể gấp gọn vào như này. Đó, bóng đèn 8 cánh. Con này giá của nó sẽ là 190k nhá, 190.000. 190k cho con bóng đèn 8 cánh như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 5 cánh nhá. Đấy. Đây. Con này nó sẽ là con 5 cánh này. Con 5 cánh này cũng rất là sáng luôn. Đó, đây. 5 cánh như này, rất sáng luôn. Đây con này. Con này rất sáng luôn, đây em đang thắp cho các bác xem này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy, sáng trưng luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Đó, cho em xin một nút like để lấy tương tác và đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây. Nó có cái lẫy khóa ở đây này, các bác gạt cho em cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được nhá. Đó, có cái lẫy khóa ở đây. Các bác phải gạt cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được này. Đẩy cái lẫy khóa lên cho em này. Đó, đây. Có thấy không? Đó. Và cái phần này là tăng giảm lượng ga này, tăng giảm lượng ga đây, lẫy khóa đây. Đấy, ấn cái lẫy khóa này xuống này. Đó. Đây. Giá thì sẽ là 40k nhá. 40k lên cho em là bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k cho con bật lửa cây như này, 40.000 các nhá. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt 1 cân này, 230.000. Bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Dao chặt 1 cân nhá, 230k. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan con này. Bản dày 5 ly. Đấy, cán liền thân, có ốp đinh đồng như này, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Chiều dài của lưỡi thì khoảng 23cm, tổng chiều dài của dao thì trên 30cm. Con này thì chặt xương trâu, xương bò, gà, cá đều ok hết nhá. Đó, lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là chổi sắt bao nhiêu đây?
Các bác lên cho em là chổi thép, giá của nó sẽ là 20k nhá. Đấy, lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k này, cái chổi thép như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20-25 cm. Các bác có thể dùng để đánh kỳ cọ xoong nồi rồi vệ sinh các cái phần bề mặt đều ok hết nhá. Đầu của nó bằng thép như này. Đấy, và rất là nhiều các cái sợi thép như này nhá. 20.000 thôi. Lên cho em là chổi thép 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là con dao thái lỗ nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật này, made in Japan này. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Chiều dài của dao thì cũng vào khoảng là 28-30 cm. Đấy, và hàng cũng là hàng đúc liền thân như này, đánh nhám chống dính nhá. Đấy, con này thì siêu bén luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức như này. Đó. Đây. Dao thái của Nhật các bạn, con này thì là nó sẽ là dao thái của Nhật các bạn này. Đấy. Hàng của thương hiệu Kai Made in Japan các bạn này. Đó, Kai Made in Japan đây. Con này thì các bác lên cho em là dao thái Nhật nhá. Dao thái Nhật giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con dao thái Nhật như này các bạn này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có còn cho các bác cái con dao đó là con dao gọt hai nhá. Con này thì bên em lên nó là dao gọt hai. Nó cũng giống như con dao thái Nhật thôi. Đấy, con này thì cũng là hàng của Nhật và của thương hiệu Wabo. Hàng thì những cái dòng dao gọt này thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dao gọt này thì nó là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, siêu bén các bác này. Đó. Lên cho em là dao gọt 2, con này thì giá thanh lý cho các bác với giá đó là 60k nhá. Lên cho em là dao gọt 2, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là khóa Đức nhá. Một cái bộ khóa Đức như này bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn. 4 chìa như này và chìa tròn chống cắt chống trộm. Giá sẽ là 130k nhá. Lên cho em là khóa Đức 130.000, hàng made in Germany. Đấy, khóa Đức 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ có còi hú luôn. Đấy, khóa còi hú chống trộm. Và con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con khóa còi hú chống trộm như này. Đấy, có còi hú chống trộm luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là hai cái khò ga nhá. Thì cái khò ga trắng này giá của nó sẽ là 50k cho con khò ga trắng như này. Đấy, còn con khò ga đại hàng của Kabushi Made in Japan thì con này sẽ là 90k nhá. 90 luôn. Giá đợt này thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi nhá. Đấy, trước em bán 120.000, đợt này giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khò ga đại nhá. Khò ga đại 90.000, khò ga trắng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Các bác lên cho em là nạo lưỡi này. Con này giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 15.000 thôi. 15k cho một cái bộ nạo lưỡi như này. Chất liệu bằng inox 304, dày đẹp, chắc chắn, sáng bóng đẹp, các bác dùng để vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi rất là ok. Đấy, các bác đưa vào các bác nạo này cho em này. Đấy, nạo này cho em. Lên cho em là nạo lưỡi nhá, giá thanh lý 15k. 15k cho cái nạo lưỡi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lấy dây tai bằng lấy dây tai đèn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai như này. Và đầy đủ phụ kiện cho các bác nhé, có pin, có đèn báo, các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà thì các bác lắp pin nó biết vào đây cho em. Đó, và đây nó sẽ là các cái đầu lấy dây tai này. Đấy, đầu này thì đầu gấp và có đèn luôn. Đây, cái đầu gấp của nó này. Đấy, có đèn báo hết các bác nhá. Đây, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn. Thì các bác đưa vào các bác gấp cho người già trẻ em này. Đấy. Thì đây ví dụ như đây nó sẽ có đèn sáng như này này. Thì khi các bác tương tác các bác làm nó rất là tiện luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Lên cho em là lấy dây tai đèn, giá của nó sẽ là 60k cho một bộ như này nhá. Đấy. Dây tai đèn này, đó, dây tai đèn. Dây tai đèn nhá, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Tiếp theo thì lên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao đây, nó sẽ là một con dao thái như này. Đấy, con dao thái. Dao thái nhọn nhá. Đấy. Con dao thái nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này. Con này thì cũng khá là bén luôn, rất là bén các bạn. Hàng của thương hiệu Wabo nhá. Hàng thương hiệu Wabo rất bén luôn các bạn này. Đó. Bén lắm các bạn. Đấy, dọc dây bóng như này các bác biết rồi. Con thái nhọn, giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này, chiều dài khoảng 30 cm. Lên cho em là dao thái nhọn nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao thái vuông nhá. Đấy. Đây, thì nó sẽ là vuông hơn một chút, còn con kia nó nhọn hoắt, còn con này nó vuông hơn một chút như này. Đấy. Thì con này sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Nếu các bác mua cả đôi thì giá sẽ là 350 nhá. 350 và bên em bao ship cho một đôi dao. Đó, một con thì đầu nó hơi nhọn hơn một chút và một con đầu vuông nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt tôn nhá. Kéo cắt tôn. Đấy, kéo tôn trợ lực. Con này thì nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này. Bó vào luôn. Đấy, nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này, rất là ngon lành cho các bác luôn. Kéo tôn nhá, kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160.000. 160k nhá. 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng búa đinh nhá, búa đinh. Thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy. Búa A1 và A2. Đấy.
búa A1 và A2 các bác nhá. Đó. Sẽ có hai mẫu như này. Đó, đây các bác này nha. Đó. A1 to và A1 nhỏ và A2 là to nhá. A1 nhỏ thì giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con A1 nhỏ như này. Con này thì nặng khoảng 3 lạng nhá. Đó, 3 lạng và chiều dài của nó thì khoảng 25 cm. Còn con này thì nặng khoảng 5 6 lạng. Đấy, con này thì sẽ là 130k nhá, 130k. Đấy, con này sẽ là A2 nhá. Con này là A2 này. A1 nhỏ, A2 to. Đấy. Con A1 này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. A1 nhỏ 90.000, A2 to 130.000 nhá. A2 to 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọc rác inox, con này sẽ là 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này. Các bác đặt cái phần chậu rửa ấy thì nó sẽ hứng cho các bác sạch bẩn rác rồi cơm nước các thứ nó lọt trong này là nó hứng cho các bác luôn, rất tiện ích nhá. Đấy, giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì sẽ là một con cưa lách này. Con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho con cưa lách như này. Hàng thương hiệu Kabushi Japan. Phần lưỡi của nó dài khoảng 25 cm, cả cưa thì nó sẽ dài khoảng là từ 35 đến 40 cm. Đó, cưa lách giá sẽ là 40k cho con cưa lách như này nhá, 40.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hít cửa nhá. Đấy, con này thì vừa hít vừa chống sốc luôn. Đó, thì nó sẽ hít vào tường gạch men là nó sẽ hít vào luôn này. Thứ hai là chống sốc, các bác có đẩy cửa để kiếc nó khỏi kêu nhá. 15k cho một chiếc như này và mua 5 thì tặng 1 nhá. 15.000 cho một cái hít cửa như này, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, kìm nước như này. Độ mở của nó là lên tới 68mm nhá, gần 7 cm. Thì các bác dùng các cái loại ống nước là đều ok hết nhá. Các ống nước cơ bản thì cũng chỉ đến 68-70 thôi, ống 68-70 thôi. Giá sẽ là 80k nhá, 80k cho một con kìm. Con này bên em đang bán là 80.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55k thôi. Lên cho em là cà lê nước nhá, cà lê nước chuyên dùng cho đồ nước, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000 cho con cà lê nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Dây câu bình như này. Hàng rất to đẹp luôn, đầu kết nối vào đều bằng đồng hết nhá. Dây lõi đồng, đầu kết nối bằng đồng. Giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho bộ dây câu bình như này nhá. Đấy, 2000 mAh. Lên cho là dây câu bình, dây lõi đồng hết. Dây câu bình 180k các bác để vào trong ô tô nhà mình. Ví dụ như ô tô có trục trặc này, có hết pin hết điện thì bình sạc không được thì các bác sử dụng con này cho em, sau đó thì câu từ cái ô tô khác sang, gọi một cái ô tô khác đến và câu sang là xong. Giá sẽ là 180.000 các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kìm các bác này. Đấy, cái bộ kìm thì đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là kìm đen. Đấy, kìm con này thì trước nó về màu đỏ như này. Đấy, cho nên bên em lên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ nhưng mà đợt này thì nó về thêm cả cái màu xám này nữa này. Đó. Màu xám này nữa. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 tròn này. 100k cho con kìm đen à, kìm đỏ này nhá. Đấy. Em gọi nó là kìm đỏ, trước em vẫn lên là kìm đỏ rồi. Lên cho em là kìm đỏ 100k nhá, kìm đỏ 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là bao nhiêu? Trước bên em bán là 50.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này, bao gồm 10 chiếc, đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 40.000 thôi. 10 chiếc như này. Đấy, 10 chiếc xiên hoa quả như này. Các bác dùng để mình xiên hoa quả rồi, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là xiên hoa quả. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ như này, bao gồm 10 chiếc. Thì về các bác có thể dùng để mình ăn hoa quả, ăn trái cây rồi, nói chung là xiên thịt, xiên cá cũng đều ok hết nhá. Xiên hoa quả giá sẽ là 40.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm bạc FO nhá. Kìm bạc FO giá sẽ là 180.000 cho con kìm bạc FO như này. 180k nhá. 180k cho con kìm bạc FO. Hàng đa di năng luôn. Hai con này thì đều là giống nhau nhá. Hai con này đều là giống nhau. Đấy, nhưng mà chất lượng thép nó tốt hơn thì giá nó sẽ đắt hơn một chút nhá. Đó. Và con kìm bạc này thì nó sẽ dài hơn một chút. Đó, dài hơn một chút thôi, chứ còn đều là hàng đa chức năng hết. Cắt dây, tuốt dây, bấm cốt đầy đủ nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp xi đánh giày như này, có màu đen và màu nâu nhá. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, đây là cái phần cái bông này, còn đây là phần xi ở dưới này thì các bác xoáy ra cho em. Sau đó thì mình đánh trực tiếp lên giày thôi. Đấy, rất là tốt luôn. 40.000 cho cái hộp xi đánh giày như này có hai màu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm tuốt dây đa năng nhá. Kìm tuốt dây đa năng, hàng của thương hiệu Fuka Japan này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con kìm tuốt dây đa năng như này. Đấy, đây nó sẽ làm con kìm siêu tiện ích luôn.
Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt này, rồi cắt dây làm 4, cắt dây làm đôi đều ok hết nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý cho bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm xanh nhá, kìm xanh như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác bấm linh kiện này, bấm móng tay này, bấm khóe móng tay, móng chân, bấm linh kiện này, rồi là cắt dây, cắt giếc đều ok hết nhá. Giá sẽ là 20k nhá, 20.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Lên cho em là kìm bấm linh kiện hoặc kìm xanh nhá. Kìm xanh giá của nó sẽ là 20.000, 20.000 cho con kìm xanh như này thôi. Tiếp theo em lên cho bác cái khò ga bằng đồng nhá. Nó sẽ là khò ga bằng đồng đúc như này. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k đấy, khò ga đồng đúc như này. Đấy, đồng đúc nguyên khối có điều chỉnh ga, điều chỉnh gió. Con này thì nó sẽ không có gì nhá, không có gọi là không có đánh lửa tự động, về nhà các bác phải tự mồi nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái gọt dứa này. Đấy, gọt dứa thông minh thì các bác chỉ cần là gọt sạch vùng quanh đi, sau đó lấy cái này đẩy đi là được thôi. Gọt dứa thông minh, giá thanh lý cho bác với giá đó là 10k cho cái gọt dứa thông minh này nhá. 10k. Gọt dứa thông minh giá sẽ là 10.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm chết hàng của thương hiệu Crosman của Mỹ, USA như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Đấy, kìm chết Mỹ 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k một hộp này. Đấy, các bác mở ra cho em này. Sau đó thì các cái phần tường bị thấm rột, bị nứt, bị bong chốc các bác bóc vào cho em, sau đó thì mình phủ lên các bề mặt của nó là ok. 40.000 cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, nó sẽ thuộc dạng keo trắng, cực kỳ bền và dùng rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Kéo tỉa thì bên shop có 2 mẫu. Đấy, một mẫu thì chiều dài của nó là 20cm và một mẫu là chiều dài là 25cm nhá, 25cm. Đấy thì sẽ có 2 mẫu cơ bản như này. Và con mẫu 20cm này thì giá sẽ là 40.000 nhá, 40k. Đấy, hỏi anh thì xem đúng không? 40.000 cho con 20cm như này. Còn con 25cm thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá, 55k. Đó thì có 2 mẫu. Con này thì giá chiều dài của nó thì dài hơn một chút cho nên sẽ đắt hơn một chút là 55.000. Còn con này thì nó ngắn hơn một chút thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, hai mẫu kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc, con này thì giá sẽ là 120.000 nhá. Hàng của Nhật made in Japan, hàng bãi Nhật này, hơi có dấu hiệu gì xét một chút. Về nhà các bác vệ sinh đi là ngon luôn. Made in Japan nhá. Đó. Con này thì hàng đúc liền thân như này. Các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt cối, tỉa răm, rồi nói chung là làm vườn, làm cây cối, cây cảnh đều ok hết nhá. Lên cho em là kéo cành đúc, giá sẽ là 120.000 nhá. 120k cho con kéo cành đúc như này, 120.000. Lên cho em là kéo cành đúc 120k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt hơi nhá. Đấy, xịt hơi như này thì về nhà các bác lắp vào bình hơi. Đấy, van viết đều bằng đồng hết này. Về nhà các bác lắp vào cái bình hơi ấy để mình xịt cho em. Đó, giá sẽ là 80k cho cái xịt hơi như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt hơi, giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, vòi xịt hơi 80k, hàng nội địa của Nhật nhá, Japan luôn. Đó, 80.000 cái vòi xịt hơi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng keo nến nhá. Súng keo nến. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi súng keo nến là bao nhiêu? 40.000 thôi, 40k cho cái súng keo nến như này nhá. Giá sẽ là 40k cho một em súng keo nến như này. Đấy, về nhà các bác mua keo nến các bác đút vào đây cho em. Đó, có công tắc tắt bật này. Đấy, dùng keo nến trong nước là dùng con này rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 40k cho cái súng keo nến như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm nhọn nhá. Đấy, nó sẽ làm con kìm nhọn như này. Thì các bác dùng để mình xoắn dây này, rồi là làm vườn này, hoặc là gọi là đa di năng được luôn. Hàng của Nhật, Japan này các bác này. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k thôi. Giá sẽ là 40k cho một con kìm nhọn như này. Lên cho em là kìm nhọn, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ vàng nhá. Giá sẽ là 45.000 cho cái ổ vàng như này, 45k. Con này thì chống va đập các kiểu con đà điểu luôn. Đó, lá đồng bên trong hết nhá. Đấy, 45.000 cho cái ổ vàng như này, có 5 chân cắm nhá, 5 chân cắm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Đấy, chống giật bình nóng lạnh thì con này của nó sẽ là dòng cách điện để chống giật rất là tốt luôn. Kết nối đều bằng đồng hết như này, các bác chỉ cần lắp qua hai cái đường dây ống nước cho em. Giá sẽ là, lên cho em là chống giật nóng lạnh nhá. Giá sẽ là 40k trên một chiếc, và các bác mua thì bắt buộc là mình phải mua cả đôi nó mới hiệu quả. Đấy, lấy cho em một đôi
Thì các bác lắp vào cái dây cấp nước của bình, đầu dây nóng và dây lạnh luôn, 40k có nhá, 40k một chiếc như này. Đó. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cây dòng thuốc đau đầu kinh niên. Con này thì hàng nội địa của Nhật và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một hộp này. Đó, 90.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì cũng là khá là nhiều luôn và nó là thuốc của thương hiệu OTC. Cái này thì nó là một cái dòng thuốc nam thôi, thuốc nam. Cho nên là các bác dùng thì nó rất là an toàn thôi. Đặc biệt là bác nào hay bị đau đầu lâu năm, đấy, đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. Đấy. Và nó sẽ là thuộc dạng gói như này này, thuộc dạng gói như này. Nó là thuốc nam mà, cho nên là cái này uống nó rất là an toàn luôn. Đó, thuốc nam. Cái này thì các bác uống rất an toàn. Giá sẽ là 90.000 cho một hộp như này nha. Đấy, 90.000 cho một hộp như này. Và một hộp này của nó thì tới 100 gói này, 100 gói mỗi gói là đi 30g. Đây. 100 gói, mỗi gói 30g như này. Và nó là cái dòng thuốc nam nhá. Thuốc này thì các bác uống trực tiếp cho em. Đây. Đấy. Uống trực tiếp cho em nhá. Đóng gói đóng điếc của nó cũng rất là cẩn thận kỹ càng luôn. Đây con này. Đó. Nó là dòng thuốc nam. Đấy. Các bác uống trực tiếp cho em, rất là tốt luôn nhá. Đấy. Cho ra này uống trực tiếp cho em. Đó. Sẽ là 90.000 cho một hộp thuốc đau đầu kinh niên như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo các bác này. Đấy, mắc áo. Bên shop sẽ bán theo một hộp như này là 10 cái. Một vỉ này là 10 cái nhá. Chất liệu của nó thì giá 10 cái sẽ là 65.000 nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là phần móc khóa này thì là bằng thép này, còn lại là bằng nhựa, nhưng mà nó là cái loại này nó là nhựa dẻo. Thì khi các bác sử dụng thì cái này nó rất là tiện ích luôn. Đây. Nhựa của nó là nhựa dẻo này. Đấy, nhựa dẻo quá thấy không? Nhựa này nhựa dẻo, nắng mưa thoải mái luôn. Ưu điểm của cái móc này là nó có hệ thống chống trơn hết nhá, có hệ thống chống trơn hết như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ok. Đây. Có hệ thống chống trơn hết nhá. Và có các cái đầu quặc như này để các bác quặc quần áo nhỏ này. Đấy, mình phơi những cái quần áo nhỏ hoặc là những cái phần áo có con đỉa thì mình phơi vào đây cho em. 65.000 cho một vỉ như này bao gồm 10 chiếc nhá. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là móc quần áo nhá. Móc quần áo. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo nhá, giá vo gạo. Giá vo gạo con này thì bằng inox 304. Giá sẽ là 75.000 nhá. Giá vo gạo inox 304 này. Đấy. Giá vo gạo inox 304. 75.000 cho một con giá vo gạo như này. Con này thì rất là tiện luôn, su 304 này. Các bác cho gạo cho riêng vào đây. Đấy, vo xong thì ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này thì các bác đổ đi thì nó sẽ không bị mất gạo nhá. Bánh hõm như này rồi. Thì thứ nhất là các bác đổ nó rất là tiện ích và không mất gạo. Ngoài ra đựng gạo thì các bác có thể đựng rau, dạ, thực phẩm, thức ăn cũng rất là ok thôi. Nên cho em là giá vo gạo con này thì sẽ là 75.000 nhá. 75.000 cho con giá vo gạo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 cho một con máy đánh trứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Hàng này thì nó là sử dụng pin rồi. Ngoài đánh trứng thì các bác có thể dùng để pha cà phê, pha ngũ cốc các thứ rất là ok. Đây nó có lẫy rồi, các bác chỉ cần sập này cho nó xong này. Đấy, bật lên là nó xoay các bác này. Xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy, xoay rất là tít luôn thì các bác dùng để mình đánh trứng, đánh cà phê rất là ok nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai đầu như này. Hai cái loại đầu như này các bác này, một cái đầu là hình gọng vó và một cái đầu lò xo như này. Đấy, các bác cứ lắp. Cứ lắp vào đúng lẫy cho em. Đấy, lắp vào đúng lẫy này, bật lên này. Đấy, nó có các số như này. Đấy, xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy. Mình dùng để pha cà phê rồi pha các cái loại hạt rất là ok nhá. Giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con máy đánh trứng như này. Hàng này thì nó sử dụng pin thì nó rất là tiện ích luôn. Hàng sử dụng pin thì hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em là xong nhá. Hết pin thì cắm sạc vào cho em là xong. Đó. Con này thì lên cho em là máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho con máy đánh trứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ca chiên dầu nhá. Đấy, ca chiên dầu. Thì đây nó sẽ là một cái bộ đôi như này bao gồm là 2 chiếc. Đấy, thì ví dụ như là các bác có muốn chiên
tôm chiên tép này, hoặc là chiên các cái đồ chiên khoai lang chiên các thứ, thì con này nó sẽ là bằng inox 304. Các bác đặt trực tiếp lên bếp, đổ dầu vào đây, sau đó thì mình cho gia vị vào đây, là cho các loại đồ mình chiên vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vớt ra như này là xong. Vớt ra như này đó, nó rất tiện ích luôn. Các bác chiên khoai lang chiên hoặc là nói chung là các cái món đồ chiên thì dùng rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi, 100.000 cho cái bộ đôi ca chiên dầu như này nhá, 100.000 bao gồm là một cái ca inox. Con này rất là dày dẫn, ngoài các bác dùng để chiên dầu thì các bác có thể dùng để mình làm ca gáo múc nước cũng rất là tiện ích luôn. Còn cái này thì các bác có thể dùng làm rổ để rửa rau này, hoặc là lọc thức ăn. Đấy, rất là ok. Đấy, hoặc các bác có thể để trên chiếc chậu rửa bát mình lọc cặn cơm nước cũng rất là ok luôn. Đó thì cũng là đa di năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ca chiên dầu. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này nhá. 100k cho một đôi luôn. Đó, 100k trên một đôi ca chiên dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo này. Đấy, các bác lên cho em là chảo hai quay, bỏ sang cả cái một quay đây. Con chảo hai quay này thì cũng khá là dày dẫn, cũng bằng chống dính bằng tổ ong như này nhá. Chống dính bằng tổ ong như này. Rất dày dẫn, chống dính bằng tổ ong, dày lắm. Đó. Con này thì sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là chảo hai quay chống dính. Giá sẽ là 100k. Đó, chảo hai quay chống dính là 110.000 nhá. 110.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá. Con này thì sẽ là 140.000. Chảo tổ ong này. Chảo tổ ong giá của nó sẽ là 140k nhá, 140.000. Đó. Hoặc là các bác lên cho em là chảo một quay nhá. Con này nó sẽ là một quay như này. Còn con này nó sẽ là hai cái quay như này nhá, hai quay như này. Hai con này thì cái con này thì kích thước của nó sẽ là to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút. Đường kính của nó thì chắc là vào khoảng là 27-28 cm. Còn con này thì nó vào 24 cm. Đó. Hai con thì cũng gần bằng nhau. Đấy, con này thì nó sẽ sâu hơn một chút nhá. Sâu hơn một chút. Đó, còn con này thì nông, nó sẽ nông lòng hơn, nông lòng hơn như này. Đấy. Con chảo hai quay này thì sẽ là 110.000, 110.000 cho con chảo hai quay. Đều là chống dính bằng tổ ong hết nhá. Đó, còn con này thì sẽ là 140.000, 140.000 con này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn như này. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000, nó sẽ hình khẩu súng như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái súng như này và có sẵn các cái đầu như này luôn. Các bác chỉ cần lắp vào như này thôi. Đó, và mình bật lên. Bật lên tuyên. Máy rung rất là mạnh luôn. Rất là mạnh luôn. Đây, các bác đưa vào rung mình massage cổ vai gáy bắp tay bắp chân này. Đó. 170.000 cho con súng thư giãn như này. Có cho các bác là các cái loại đầu massage. Đấy, 4 5 đầu massage tất cả luôn, có 4 đầu massage và một cái cáp sạc đi kèm. Đấy, giá chỉ có 170.000 thôi. Súng thư giãn. Lên mã giúp cho em nó hình khẩu súng như này, lên cho em là súng thư giãn 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ổ điện này. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng nhá. Đấy, con này trước em đang lên nó là màu trắng, giờ này em về cả màu xanh màu vàng như này. Đấy, nhưng bên em vẫn gọi là ổ điện trắng. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai ổ USB 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm. Hai ổ USB 7 ổ cắm có công tắc đóng ngắt. Giá của nó thì sẽ là 65.000 nhá. 65k. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng 65k. Dây thì nó sẽ là dài khoảng là trên dưới 2 m, trên dưới 1,5 m, tầm 1,5 m đến 2 m nhá. Tầm 1,5 m đến 2 m, nói chung là trên 1 m. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện. Dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Đấy. Con này thì một cuộn của nó dài khoảng 20 m, dài khoảng 20 m. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 cái dây 150.000 nhá, 150.000. Đấy, ở đây thì ổ của nó là ổ đúc hết nhá, ổ đúc hết như này. Đó, ổ đúc hàng made in Japan cho các bác luôn. Đó, 150k thôi. 150k. Dây thì dài khoảng là từ 20 mét trở về nhá. 20 mét trở về cho các bác luôn. Dây dài 20 mét trở về. Đó. Tiếp theo này thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái túi điện thoại nhá. Đấy, túi điện thoại đây. Thì con này các bác đeo vào thắt lưng này. Đấy, sau đó thì mình có thể để điện thoại này, rồi các loại giấy tờ này, rồi có cả móc đeo để các bác đeo móc khóa luôn. Hai cái đai này là để các bác đeo vào hông. Đó, thì các bác đựng điện thoại đeo vào đằng trước ấy. Rất là an toàn. Tiện, điện thoại to, thoại nhỏ đều đựng vừa hết nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại, giá sẽ là
40k nhá. 40k thì cái túi đựng điện thoại như này. Giá chỉ có 40k thôi, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá. Đấy, một quận này của nó là 100 cái luôn. Kích thước của nó là 45 x 50 và giá thanh lý cho bác chỉ còn 35.000 cho một túi như này thôi. Đấy, tính ra một ngày mà các bác dùng hết thì chi là một ngày các bác dùng hết một túi thì 100.000 ba túi, như vậy là các bác dùng như vậy nếu mà tính ra thì chắc chỉ mất 100 con thôi. 100 con cho một cái túi đựng rác như này. Đấy, và nó đã có dập sẵn cái này rồi, về nhà các bác chỉ cần bóc ra cho em như này. Đó. Bóc ra thôi. Đó, các bác bóc ra cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn. 35.000 một túi nhá. 100.000 ba túi. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là túi để các bác đựng rác này. Đấy. Và có luôn cho các bác cả cái phần quai đây, quai nó nằm ở đây này. Đấy các bác, quai nằm ở đây. Thì các bác dùng khi vứt rác thì mình giật cái phần quai này lên, kéo cái phần quai này lên các bác nhá. Đó. Đây. Cái phần quai này các bác kéo lên chưa? Đấy. Quai này kéo lên. Còn cái này các bác bỏ rác vào đây. Túi thì trông mỏng này thôi nhưng mà rất là dài các bác này. Mỏng này thôi nhưng mà rất là dài. Thì các bác đựng rất là tiện ích luôn. Đó, rất dài nhá. Rất dài luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 35.000 cho một bịch như này. 35.000 và 100.000 là ba bịch luôn. Combo 100.000 ba bịch. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy xay Osaka nhá. Máy xay Osaka. Đó, nó sẽ là một con máy của thương hiệu Osaka của Nhật này. Đó. Con này thì giá sẽ là 145.000. Đấy, nó sẽ có các cái phần lưỡi xoay như này. Có phần lưỡi xoay này các bác đặt vào đây cho em này. Đấy là mình xoay này. Rất tiện ích luôn, đặt vào đây. Rồi, các bác chỉ cần là đưa vào là mình xay thôi. Xay thịt, xay tôm, xay cá đều được hết nhá. Nhấn nút ở đây luôn. 145.000 cho một con máy xay Osaka như này. Sử dụng điện 220V. Rất là tiện ích luôn. 145k nhá, máy xay Osaka. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp. Con này thì giá của nó sẽ là đi 260.000 và bên em bao ship, bao gồm một thân máy như này. Con này thì nó sử dụng con này trước em đang bán là 260.000, đợt này giá chỉ còn cho các bác 160 cành thôi. Cho con máy như này nhá. Đó, con này thì về các bác chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim, các bác lắp pin vào đây cho em, 4 cái pin con thỏ nhỏ. Giá cực tốt luôn, giá này không bao gồm pin nhá. Về nhà các bác tự mua pin thôi. Đó, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, bác nào cũng nên có, đặc biệt là tuổi già thì nên sử dụng con này. Máy đo huyết áp 160.000. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica Japan này, nội địa của Nhật, hộp 5 mũi khoan tháp. Có tặng kèm cho các bác một cây lấy dấu luôn. 1 2 3 4 5, một cây lấy dấu. Đó. Thép của nó là thép gió phủ titan, giá sẽ là 180.000 đây. Đấy, lấy dấu đây, đóng vào là có dấu luôn. Đây. Ấn vào này là có dấu các bác này. Đó, rất tiện ích luôn. Bao gồm là một cây lấy dấu và 5 mũi khoan. Giá chỉ có 180.000 thôi. Hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm 180k. 180.000 nhá, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xe nâng đồ nhá, bánh xe nâng đồ như này. Bao nhiêu nhá? Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái chân bánh như này, chịu lực là mỗi cái là 150 cân. 150 cân thì tính tổng trọng tải là sẽ là đi 4 bánh là đi 6 tạ nhá. 4 bánh là 6 tạ. Và một cái con nâng như này. Đấy, các bác chỉ cần là đưa vào mình đây, nâng cái tủ của mình lên. Đó, nâng những cái tủ của mình lên, sau đó thì mình để cái chân này vào. Đấy, tủ lạnh, máy giặt, rồi đồ đoàn các thứ. Lên thêm là dụng cụ chuyển đồ nhá. Giá sẽ là 80k, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao, dụng cụ chuyển đồ. Dụng cụ chuyển đồ đa năng, giá sẽ là 80.000. Đó, đầy đủ đây. Các bác nâng đồ lên sau đó thì mình đặt vào là xong, rất tiện ích luôn.
dụng cụ chuyển đồ 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ có hai loại. Một là khò ga đại, hai là khò ga đồng. Khò ga đại này thì sẽ là 90.000. Đấy. Còn con khò ga đồng này thì sẽ là 80.000 nhá. Khò ga đồng này là 80.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm nhọn này. Đó. Kìm nhọn thì nó sẽ là hàng Nhật bãi như này. Giá thì sẽ là 40.000 đồng chiếc thôi. 40.000 đồng chiếc kìm nhọn như này nhá. 40k. Giá cực rẻ luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính hai mặt nhá. Đấy, đây nó sẽ là một loại băng dính hai mặt như này. Để các bác dùng để mình dính nó băng keo trong hai mặt luôn. Các bác dính tủ, dính ổ điện, ổ điếc, còn nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Băng keo trong hai mặt như này. Đấy, đây các bác bóc ra này. Mình để dính đồ, dính đoàn này nó hai mặt luôn. Giá gửi tới các bác, giá đợt này gửi tới các bác rất là tốt luôn. Chỉ có 20k thôi. 20k cho một cuộn băng keo trong hai mặt thế này. 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Kéo cắt cành trên cao. Rất tiện ích luôn. Con này thì các bác dùng để cắt cành trên cao. Có kèm cả cưa và có cái đầu như này. Về nhà các bác xỏ vào, cho em xỏ vào cái xào nhà mình ấy. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con kéo cành trên cao như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật hẳn hoi luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm. Đó là cái con đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 thôi. Đợt này về cho các bác giá tốt 60.000, trước là 65.000. Các bác nâng lên cho em này, sau đó thì mình tháo ra này. Đấy, ở đây thì các bác lắp ngược lại cái này cho em. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác cái công tắc này, bật cái công tắc này lên. Chạm nhẹ mà nó sẽ lên này. Chạm nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi được. Thổi theo kiểu như truyền thống là mình thổi đèn nến ấy. Đó. Nhưng mà trước khi muốn thổi nó lên ấy thì các bác phải bật cái công tắc này trước nha, pin nó lên này, pin lên này, các bác thổi đi. Đó, các bác theo. Đó. Thì con này rất là tiện luôn. Giá sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Các bác có thể để trên ban thờ, nó chạy bằng pin. Sạc pin thì rất là an toàn. Đấy, và có cả điều chỉnh chiết áp luôn, điều chỉnh sáng tối luôn. Đó, bật lên này. Bật lên cho em này. Đó. Đây. Con này thì đa di năng luôn, có cả điều chỉnh sáng tối nhá. Rất là sáng đấy các bạn. Mất điện các bác cũng có thể dùng ăn cơm ăn nước được. Đó, rất là tiện. Nói chung là sơ cua khi mất điện. Đó, đây. Rất là ngon lành luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Một con đèn thần tài như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 cho con đèn thần tài như này nhá. 60k. Rồi, ok.